hình lý thuyết đó thì nó dài, chúng ta đang sẽ tiếp tục nói về những cái nhãn thuốc, nhưng mà do cái phần đó chuyên về lý thuyết, đó là những cái quy định trong thông tư, những nghị định. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục qua một cái phần nó khác hơn, nó có hình ảnh hơn chút xíu để dẫn án á. Thì hôm nay chúng ta nói về cái công tác chống nhầm lẫn nói chung, và nói ở đây thì cụ thể chúng ta nói về cái công tác chống nhầm lẫn của dược liệu. Thì cái thực trạng hiện nay là tại sao chúng ta đề cập tới cái vấn đề mà nhầm lẫn dược liệu, thì chúng ta đã biết là cái công tác đảm bảo chất lượng thuốc cổ truyền, thuốc y học dân tộc hay là thuốc từ dược liệu nói chung đó, thì đó là cái khâu quan trọng nhất quyết định cái chất lượng của thuốc cũng như là quyết định cái hiệu quả trong điều trị. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào những cái một số cái nhầm lẫn mà chúng ta thấy là nó cần phải lưu ý. Thì chúng ta biết là cái thực trạng hiện nay tại sao mà chúng ta đề cập tới cái phần nhầm lẫn về dược liệu, thì chúng ta biết rồi ha. Thì thật sự ở Việt Nam mình thì nói thì trên lý thuyết thì mình nói là mình sống trên đống thuốc, giống như là chúng ta có cái tuyên ngôn của cụ Tuệ Tĩnh, tức là nam dược trị nam nhân. Mình hiểu là thuốc nam thì nó rất là hiệu quả, và người Việt mình thì hầu như là mình sống ở trên đống thuốc rồi đó. Cũng như là cái người ta có cái gọi là truyền với nhau là ví dụ như đi rừng gặp rắn mà nó cắn chỉ cần lùi lại ba bước gì đó, rồi ta hái cua đúng một cái cây nào cũng được, rồi ta lấy nắm lá xong nhai để đắp cua thì cũng có thể chịu rắn cắn. Thì ở đây cái gì đó là mục đích ta muốn nói là cái chuyện mà mình sống ở trên đống thuốc nên xung quanh chúng ta tất cả cây cỏ có thể làm thuốc được. Nhưng mà thật sự thì khi mà chúng ta làm việc ở trong ngành thì chúng ta biết rồi, ví dụ như là chúng ta đang sử dụng cái lượng dược liệu rất là lớn để chúng ta chế thành vị thuốc và chúng ta chế biến thành những thành phẩm. Thì cái phần lớn cái dược liệu ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta nhập khẩu, mà cái nhập khẩu thì quy định theo quy định là chúng ta phải có những cái quota, ví dụ hàng năm thì chúng ta phải có các nhà nhập khẩu phải có đăng ký thì nhập khoảng bao nhiêu thì ta cho phép thì nhập theo đường chính ngạch á, thì cái số lượng đó thực sự là nó cũng không có đủ. Do đó thì phần lớn là cái đường mà nhập khẩu của chúng ta là theo đường tỉnh ngạch. Và chúng ta biết rồi, chúng ta nhập dược liệu thì không phải giống như là chúng ta nhập những cái thực phẩm hoặc cái thuốc mà đã được công bố có nhãn mác bao bì. Ở đây chúng ta nhập dược liệu mà theo cái đường tiểu ngạch là thường ta đóng ở trên cái bao, thậm chí là người ta đóng trên những cái bao ni lông, xong việc đó người ta kể giống như là củ khoai, củ sắn kiểu là nhập theo cái kiểu đó là đường tiểu ngạch đó. Do đó cái chất lượng thì thật sự là nó không có đảm bảo, tức là nó cũng không có đồng bộ. Ví dụ như đợt này mình nhập được cái của một cái dược liệu nó tốt, nhưng mà lần sau cũng dược liệu đó thì lại nhập mà vô được cái chất lượng nó không đảm bảo. Hoặc là mình cứ nghe nói là ở Trung Quốc thì dược liệu nó rất là nhiều loại, ví dụ như là thượng phẩm rồi trung phẩm rồi cái dạng hạ phẩm chẳng hạn. Hoặc là thậm chí là chúng ta thấy là đôi khi cái dược liệu người ta nhập vào thì người ta đã chiết bớt hoạt chất đi chẳng hạn. Thì chúng ta có cái khái niệm mà dược liệu rác đó, thì chúng ta nghe rồi nha. Giống như hoàng kỳ người ta đã chiết bớt hoạt chất, hoặc nhân sâm người ta cũng chiết bớt hoạt chất chẳng hạn. Hoặc nguyên tử ví dụ như sa nhân người ta chiết bớt hoạt chất, và cuối chi người ta chiết bớt hoạt chất, sau đó người ta sẽ bán lại cái xác lại cho mình. Thì đôi khi rồi người ta tẩm một số cái hóa chất vô thì mình cứ ngửi cái mùi, thì mình không có quy định nào chặt chẽ để mình có thể kiểm từng lô từng cái bao dược liệu được. Do đó thì cái dược liệu nhập khẩu là cái nguồn sử dụng chính của mình, nhưng mà cái nguồn này thì chất lượng nó không đảm bảo. Và cái chuyện mà nhầm lẫn như thế nào, hoặc ta cố tình ta trộn vô một cái gì đó, hoặc làm cái chi một cái bộ phận đó giống hệt nữa, thì chúng ta rất là khó. Còn nếu chúng ta nói là chúng ta chủ động nguồn dược liệu trong nước, thì thật sự bây giờ thì chúng ta thấy là cái việc mà quy hoạch vùng dược liệu trong nước thì cũng còn một cái chuyện giống như là trên giấy tờ thì rất là có nhiều. Ví dụ là vùng trồng dược liệu ở vùng ví dụ Ninh Bình thì có thể trồng được cái gì, Đồng Tháp trồng được dược liệu gì, thì thật sự là chúng ta thấy đất thì chúng ta cũng có, nhưng mà để mà trồng được những cái nguyên liệu để dùng làm thuốc mà có tiêu chuẩn hoặc là nó gọi là đủ ổn định về chất lượng dược liệu thì rất là khó. Do đó thì chúng ta thấy là cái nguồn ở đây thì chúng ta trong nước thì chúng ta thấy là cứ nghĩ là cái nguồn dược liệu của chúng ta rất là phong phú, rất là dồi dào, nhưng mà cái nguồn cây
hoặc là con mà hoang dã trong tự nhiên á thì nó không ổn định, tức là mỗi nay thì mình thu hoạch được thì cái loại tốt, nhưng mà nhiều khi cái đợt đó người ta thu hoạch nhiều thì nó không còn nữa, do đó nó sẽ không ổn định về chất lượng. Và cái khi không ổn định chất lượng này thì nó phụ thuộc vào cái tình trạng mà cây thuốc trong tự nhiên, tức là chúng ta thấy hiện nay thì rừng của chúng ta đã càng ngày thì tàn phá rồi, người ta đốt rừng để làm nương, hoặc là đơn cử như chúng ta thấy về Đà Lạt chẳng hạn, thì bây giờ tất cả những cái quả đồi để trồng rau cũng có thứ thì hiện nay thì đã gần như là sang lấp dần dần để bán phân lô bán nền gì đó chẳng hạn. Đó, như vậy thì cái nguồn dược liệu trong tự nhiên này thì càng ngày càng cạn kiệt, tức là cái nguồn cây hoang dã. Rồi cái người thu hái nữa thì ví dụ như những người mà chuyên về thu hái dược liệu chẳng hạn, thì những cái người kinh nghiệm thì có thể là lâu năm thì người ta đã lớn tuổi rồi, người ta không thể đi lên rừng người ta đi hái được, thì cái lớp mà kế cận hoặc những người trẻ thì là ta lại không có kinh nghiệm thu hái chẳng hạn. Hoặc là đôi khi chúng ta thấy là người ta hái một cách như là tàn phá luôn, ví dụ người ta muốn hái cái trái địa ưng thì thay vì ta phải chặt những cái cành để ta hái thì ta lại tiện quá ta chặt cái cây luôn. Thì như vậy sau khi hái được cái cây thu hoạch hết rồi thì cái mùa sau thì nó không còn nữa, cái cây nó không kịp để ra trái để chúng ta hái nữa. Thì như vậy là cái người thu hái này có thể là do kinh nghiệm chúng ta không có, hoặc là người ta kiểu như làm ăn kiểu như ăn sổi thì á, tức là người ta muốn năm nay hái được nhiều nhưng mà người ta sẽ tận diệt cái chuyện cái nguồn dược liệu trong tự nhiên để cho gọi là để cho mai sau đó, nói dùng cái từ nhiều như mình nói là mình sử dụng cái gì nhưng còn để dành cho mai sau chẳng hạn đó. Thì như vậy thì cái nguồn cây hoang dã thì chúng ta thấy là nó sẽ không ổn định là như vậy. Rồi cái cách thu hái vận chuyển chế biến sau thu hoạch đây là cũng là một vấn đề. Ví dụ như là ta thu hái thì người ta phải thu hái xong rồi ta phải vận chuyển, ví dụ như vô rừng ta hái xong rồi ta phải vận chuyển như thế nào để nó ra tới nơi thì nó còn tươi còn tốt. Rồi sau đó thì có thể là chế biến sau thu hoạch, là ví dụ như là người ta chế biến sau khi người ta đã thu hái rồi thì ta về ta để đâu, hoặc ta đóng để một đống nhân đó, rồi sau đó người ta mới có cái người đi mua đấy, chứ không phải là lúc nào người ta cũng đi thu hái về sau đó thì có người đến để thu mua cho người ta. Do đó thì trong quá trình mà lưu trữ như vậy thì cái nguồn dược liệu này nó cũng sẽ bị hư hao chẳng hạn, hoặc là nó biến chất. Như vậy thì chúng ta thấy là cái nguồn cây hoang dã trong tự nhiên thì nó càng ngày càng cạn kiệt, và cái cách thu hái vận chuyển thì nó cũng chưa được gọi là có khoa học để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào, nên chất lượng dược liệu ở đây thì nó sẽ không ổn định. Chúng ta đơn thuần thôi, như bữa trước tôi nói là cái dược liệu đặc là chúng ta thấy là cái nguồn dược liệu của mình là cái cây dược chạm chẳng hạn. Ví dụ như lúc trước chúng ta ra những cái bãi biển của Nha Trang chẳng hạn, chúng ta thấy nó mọc rất là nhiều cây dược chạm. Thì có một cái công ty chẳng hạn ở bên Liên Xô, thì hồi xưa gọi là Liên Xô là bây giờ là Nga á, có cái nhà máy người ta muốn sản xuất cái chiết cái hoạt chất venvitin, vedotin ở trong dược chạm ra. Thì ta đặt mua, thì người mình ở đây thì mình nói ở đây Việt Nam thì vô số, nhưng mà chúng ta biết rồi, thấy cái mọc như vậy đó, nhưng mà thật sự chúng ta hái ví dụ như là 100 ký tươi thì có, nhưng mà khi 100 ký khô thì không phải là dễ. Do đó chúng ta nhìn thấy nó mọc hoang dã trong tự nhiên chúng ta cứ tưởng là nó bạc ngàn, nhưng mà thật sự là khi mà chúng ta hái rồi á thì chúng ta thấy là không phải là cái số lượng mà như là chúng ta mong muốn đâu. Rồi chúng ta hái vào như thế nào để mà cái cây nó kịp mọc. Tại khi chúng ta người ta có một cái nhà máy thì ta phải có quy hoạch từ cái vùng trồng, chứ còn nếu mà cứ phụ thuộc vào cái nguồn cây mà hoang dã trong tự nhiên thì cái chất lượng nó không ổn định đó, là như vậy. Rồi tiếp theo thì chúng ta thấy là bắt đầu chúng ta cũng có trồng và nuôi trồng những cái dược liệu rồi, nhưng mà chúng ta thường là canh tác theo các canh tác theo truyền thống, tức là trồng theo như trồng rau ở các địa phương á. Thì sau này thì chúng ta thấy trồng nhiều thì bắt đầu áp dụng trồng những cái cách như là số lượng lớn, thì đôi khi chúng ta lại sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật chẳng hạn đó. Thì cái canh tác như vậy thì nó không đảm bảo, tức là chúng ta chưa áp dụng cái tiêu chuẩn của Việt Gáp vô những cái tiêu chuẩn gọi là quy định về cái chất lượng như thế nào, thuốc bảo vệ thực vật nó là bao nhiêu, rồi dư lượng ở trong đó nó còn nhiều hay ít đó. Thì đó là canh tác theo lối truyền thống, tức là người ta theo mùa, theo vụ của người ta, hoặc là
cái vùng đó người ta cứ cái thấy cái vùng đó ta trồng được tỏi nhiều, người ta trồng tỏi, cái vùng đó người ta trồng hành được là trồng. Nhưng mà cái canh tác theo truyền thống này thì nó lại là cái nguồn rất là đôi khi thì theo thời tiết, ví dụ thời tiết mùa này thì nó tốt thì người ta sẽ thu hoạch được dược liệu nó tốt, nhưng mà khi mà cái mùa mà nó gọi là trái gió chả chờ chẳng hạn đi thì cái nguồn dược liệu này nó cũng không ổn định. Rồi cái chính sách về gọi là quy hoạch về trồng dược liệu chẳng hạn thì tức là trên giấy tờ chúng ta cũng nghe rồi, có nhiều cái hội thảo hoặc là nhiều cái hội nghị được đưa ra, nhưng mà thực tế tới hiện nay thì giờ mà hỏi ở đây ở trên Việt Nam nước mình thì có bao nhiêu cái vùng để trồng dược liệu thì chúng ta cũng chưa thấy. Ví dụ như là chủ yếu chúng ta biết là ở cái vùng chúng ta có chính sách bảo tồn cái cây sâm Ngọc Linh ở vùng Công Tung chẳng hạn, hoặc là trên Quảng Nam chẳng hạn thì nó có, rồi giao cho cái quân đội người ta quản lý như thế này thì nó chỉ chúng ta chỉ thấy được một số thôi. Hoặc là chúng ta thấy là cái vùng bây giờ nguyên liệu là sen chẳng hạn đi, thì chúng ta thấy là sen thì Đồng Tháp hay nói là Đồng Tháp cánh đồng thẳng cánh cò bay và mênh mông, ở trên thật sự thì chúng ta thấy là chúng ta cũng chưa biết là cái vùng sen ở chỗ nào là tốt nhất. À, hay là chúng ta bây giờ đi nấu chè thì chúng ta cũng thấy ở bên mua sen Huế chẳng hạn thì cũng tốt, hoặc là người ta muốn ướp trà thì ta lại lấy sen Hồ Tây ở ngoài Hà Nội chẳng hạn, mà Hồ Tây thì nó chỉ là một cái khu vực nó nhỏ lẻ thôi. Do đó cái cơ chế mà để cho cái nguồn quy hoạch cái vùng dược liệu thì thật sự mình cũng chưa có. Hoặc là chúng ta biết là vùng trồng quế chẳng hạn thì quế thì biết nghe cái quế ta quế thì chỉ có vùng mà quế của Thanh Hóa là Quế Quan rất tốt, hoặc là vùng quế của ở bên Quảng Nam chẳng hạn thì đó là thì tốt. Còn nếu mà chúng ta đã trồng quế thì chúng ta đem đi Đà Lạt trồng chẳng hạn thì như vậy thì cái chất lượng tinh dầu trong quế nó cũng không còn đó. Như vậy thì cái nguồn cây trồng ở đây thì nó cái cơ chế của mình thật sự là chưa có một cái cơ chế nào gọi là để mà ưu tiên hoặc là có một cái chính sách gì đặc thù cho cái việc mà quy hoạch để trồng dược liệu đó. Thì tất cả chúng ta thấy rằng cái việc từ cái việc mà chúng ta nhập dược liệu này, rồi dược liệu trong nước, từ cái nguồn cây hoang dã hoặc cây trồng thì thật sự nó vẫn là một cái vấn đề cũng còn, nói chung là cũng còn nhiều cái chúng ta nói là vấn đề còn tồn tại. Do đó hệ quả là gì? Chúng ta thấy chất lượng dược liệu thì chúng ta nói là chúng ta không biết chỗ nào là thật sự là tốt nhất. Do đó thì chúng ta chỉ biết là tin tưởng vào các cơ sở nào quen biết hoặc những cái bệnh viện mà người ta có bán dược liệu chẳng hạn, thì lúc đó cái chất lượng dược liệu đầu vào người ta đã kiểm tra được tra rồi thì lúc đó chúng ta có thể yên tâm thôi. Còn thật sự mà dược liệu mà trôi nổi trên thị trường chẳng hạn, chúng ta giờ chúng ta đi mua nhân sâm hoặc là mua hồng sâm, bạch sâm gì đó, chúng ta thấy là người ta bán nhưng mà chúng ta cũng không biết thật sự nó là tốt như thế nào đó. Thì đây là cái thực trạng về cái chất lượng dược liệu hiện nay của chúng ta. Rồi đó là về chất lượng dược liệu thì chúng ta nói chung như vậy, nhưng mà khi mà đi sâu vô thì cái khổ nhất là mà trong cái kiểm tra về chất lượng dược liệu để biết dược liệu nó có sạch hay không, rồi nó đúng hay không, thì là cái quan trọng là nó đúng hay không đã. Ha, giờ nó có cây cỏ nó có đúng hay không thì đôi khi chúng ta cũng thấy là thiên nhiên mà rất là phong phú và do đó dược liệu có những cái rất là giống nhau. Ha, do đó đôi khi là nó tươi thì mình đã khó là mình phân biệt nó rồi. Ha, nhưng mà khi mà chúng ta biết là người ta phơi khô ví dụ 1-2 ký thì mình còn mở ra mình kiểm tra nó dễ, nhưng mà ở đây mình mua cả tấn cả bao như vậy thì cái chuyện mà nhầm lẫn nếu như mà không có cái gọi là cái quy trình kiểm nghiệm đầu vào, hoặc là chúng ta có cái kiến thức để khi mà chúng ta phát hiện những cái sự giả mạo hoặc là cái sự vô tình hoặc là cố ý gì đó để nhầm lẫn dược liệu. Thì ở đây thì chúng ta biết nhất là đầu những năm 2000 thì khi đó thì chúng ta thấy các tài liệu hoặc là báo chí rộ lên những cái chuyện mà nhầm lẫn dược liệu. Chúng ta thấy là có những cái trường hợp mà người ta uống những cái bài thuốc bổ gì đó thì gây ra những cái độc hại hoặc là thậm chí gây tử vong, hoặc là sau thì một thời gian sử dụng thì nó người ta kiểm tra chức năng gan thận chẳng hạn thì thấy là nó có vấn đề. Thì ở Hồng Kông thì chúng ta biết rồi, thì đa số Hồng Kông, Đài Loan thì người ta sử dụng dược liệu thì đa số là cái dùng cái diện dạng người ta chuẩn hóa dược liệu, sau đó người ta chiết thì cao, đa số là ta sẽ chiết thì cao, sau đó người ta bán cái những cái cao đó thì người ta cân bao nhiêu gan cao đó và ta phối hợp vào trong những cái bài thuốc.
còn ở Trung Quốc thì người ta sử dụng nhiệt điện nhiều hơn. Và trong năm 2003 đi, hội đồng hướng dẫn nhiệt điện ở Hồng Kông người ta công bố là phương pháp nhận dạng được 86 nhiệt điện dễ bị nhầm lẫn. Thì chúng ta biết rồi, ví dụ dây mục của trong viện y học dân tộc chẳng hạn thì sử dụng gần như là 300 cái vị thuốc. Còn ở trên thế giới thì như Trung Quốc chẳng hạn thì ta sử dụng rất là nhiều. Có những cái dược liệu mà hiện nay thì Trung Quốc sử dụng nhưng mà Việt Nam thì không có. Nhưng mà trong cái tài liệu này thì ta mới đưa ra được cái phương pháp là nhận dạng được 86 cái dược liệu dễ nhầm lẫn. Chúng ta thấy nó nhiều như vậy nhưng mà mới có 86 cái. Nhưng mà thật sự ở đây đó là những cái dược liệu mà chúng ta thấy là nhầm lẫn đã được ghi nhận và người ta có thể giúp cho những người sử dụng dược liệu có thể là kiểm soát được cái dược liệu nhầm lẫn khác. Nhưng mà nói thật sự như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta nhập vào thì cái chuyện mà nhầm lẫn ta chọn một cái lượng nhỏ hoặc là ta cố tình như thế nào nữa là một phần làm khó nữa. Và chúng ta thấy là năm 2005 thì người ta lại tiếp tục ghi nhận thêm 4 cái nhầm lẫn dược liệu nữa. Thì cho tới thời điểm này, tới hôm nay thì có thể là cả 100 cái dược liệu mà có thể nó nhầm lẫn với nhau. Thì mình biết là càng ngày cái số lượng mà người ta có thể giả hoặc là cái nhầm lẫn dược liệu nó càng nhiều như vậy. Rồi có một số cái hậu quả của cái nhầm lẫn này. Ví dụ như là nhầm lẫn giữa bạch phụ tử và bạch phụ phiến. Thì cái hai cái này là cái tên thì mình nghe nó tưởng nó là một, nhưng mà hai cái dược liệu này nó hoàn toàn khác nhau. Tức là bạch phụ tử thì là một cái dược liệu chúng ta biết rồi đó, là cái dược liệu này nó là từ cái rễ nhỏ của cây ô đầu. Còn bạch phụ phiến thì nó là cái cây từ cái họ của họ rẫy. Do đó thì cái này là nhầm lẫn, là hai cái là do tên gọi thì chúng ta thấy nó giống cái tên gọi. Và do đó thì đôi khi cái những cái người mà không có chuyên môn thì ta nhầm lẫn là cái cây đơn hoặc là gì đó khi không rõ thì chúng ta sẽ nhập vào cái này nó sẽ nhầm lẫn. Rồi cái xuyên mộc thông và quả mộc thông thì nói chung đó nó cùng một chi với nhau, nhưng mà cái xuyên mộc thông này thì nó sẽ lập tính. Rồi phong tỷ và quả phong tỷ thì nó cũng cùng một cái chi hết, nhưng mà cái hai cái này dược liệu này cái hàm lượng acetolosis nó khác nhau. Thì chúng ta dùng thì đôi khi nó, nếu mà chúng ta thay vì chúng ta dùng quả phong tỷ thì chúng ta lại dùng phong tỷ thì cái lượng acetolosis nó sẽ cao và chúng ta có thể gây ra suy thận. Rồi người ta hay dùng giả cái rễ của cái cây cửu cộng này để thay thế cho cái rễ của cây uyên tiên đó. Thì cái này mà nó tại vì do cái này thì là do cái chi nó giống nhau nên bề ngoài nó giống nhau, còn cái bạch phụ tử và bạch phụ phiến này là do cái tên gọi nó giống nhau thì đôi khi ta sẽ nhầm lẫn. Còn uyên tiên và cửu cộng này thì hai cái rễ cây nó giống nhau nên đôi khi có thể dùng thì nó cũng hơi giống nhau nữa nên người ta có thể thay thế nó nhầm lẫn. Rồi cái nhầm lẫn này đó có thể gây ra tác dụng khác nhau, như ví dụ như là cây bạch tiền và bạch vi là hai cái vị thuốc khác nhau, tác dụng nó khác nhau thì người ta lại sử dụng nó giống nhau, lại nghe chữ hai cái chữ này nó giống nhau. Rồi địa quốc bì, tức cái toàn bì cũng là hai cái dược liệu khác nhau thì ta lại dùng giống nhau. Rồi tây hồng hoa và hồng hoa thì hai cái dược liệu này thì thật sự cái tính hoạt huyết của hồng hoa thì nó sẽ mạnh hơn, còn cái tây hồng hoa này thì nó chỉ làm cái cây, nói chung là cái cây hồng hoa này là rất giống như là nhóm của hoa hồng, còn cái hồng hoa này thì nó là cái nhóm của hoa cúc. Rồi bạch hoa xà thịt thảo, rồi cái phòng bạch hoa xà thịt thảo và bạch hoa xà. Thì đây là cái bạch hoa xà thịt thảo thì nó với cái phòng bạch hoa xà thịt thảo này thì nó hơi giống nhau hơn, nó chỉ cái là cái tràng hoa nó hơi khác nhau một chút xíu. Ví dụ như là cái này hoa đơn, còn cái này hoa nó từ một cái cọng hoa nó có thể kép lên 3-5 hoa, thì hai cái này có thể sử dụng thay thế nhau được. Nhưng mà cái bạch hoa xà thì như chúng ta nói nó là cái cây đuôi công á, cái bạch hoa xà đuôi công á thì cái tác dụng hoàn toàn nó khác nhau. Và cái cây bạch hoa xà này thì lại thường là dùng ngoài và nó có độc tính. Rồi cái kim tiền thảo và quả kim tiền thảo thì nói chung là công dụng thì nó cũng gần tương tự nhau thôi. Thì cái kim tiền thảo này hay là quả kim tiền thảo thì
chúng ta thấy ở Việt Nam mình có những cây như cấm chẳng hạn, thì ta cũng trồng được cái, nó cũng mọc hoang cái kim tiền thảo này, và chúng ta gọi chung đó là kim tiền thảo thôi, nhưng mà đúng ra thì nó là cái quả kim tiền thảo, và cái lá thì nó cũng hơi khác nhau chút xíu, một cái lá thì nó tròn hơn, lá thì nó hơi dài hơn. Thì đó là một số cái, thì do cái nó cùng chi cùng loài đây kim tự đây, nhưng mà cái cây bạch hoa xà thiệt thảo và cái bạch hoa xà thiệt thảo và cái bạch hoa xà này thì thuộc hai cái cây nó hoàn toàn khác nhau, không có giống gì nhau hết, và họ cũng khác nhau luôn. Và có một số dược liệu thì đôi khi người ta thay thế, ví dụ như là bản năm căn và bản năm căn, thì hai cái dược liệu này nó cũng tương tự nhau thì nó có thể thay thế nhau. Nhưng mà đúng ra thì ví dụ mình muốn mua là bản năm căn, nhưng mà người ta lại giao với năm căn. Rồi cái thăng ma và quản minh thăng ma thì nói chung là chúng ta biết rồi, một số cái dược liệu thì những cái vùng miền nó khác nhau, ví dụ như là do cái thổ nhưỡng nó khác nhau, cái hoạt chất trong đó nó khác nhau. Ví dụ như là chúng ta đang nói gì, đơn giản như là chúng ta đang nói về cái gạo không? Gạo mỗi cái vùng thì nó có cái những đặc sản khác nhau. Chúng ta đang mua gạo ST, giờ mà chúng ta đang mua ST 25 chẳng hạn đó, nhưng mà bán mỗi chỗ nó bán khác nhau, mình về nó nấu khác nhau. Đó, thì đó là một số cái mà gọi là dược liệu chúng ta có thể dùng thay thế được. Mà nói chung là cái này có thể thay thế nhau được, nhưng mà nó sẽ hoạt chất có thể nó hàm lượng ở cái vùng này thì trồng nó sẽ khác nhau, và cái vùng khác thì có thể hàm lượng nó sẽ khác hơn nữa. Thì đó là cái dược liệu mà nó nhầm lẫn là do người ta có thể thay thế như vậy. Mà cơ may là cái công dụng của hai cái này nó có thể cùng một công dụng. Rồi tại Quảng Tây Trung Quốc thì có 57 dược liệu được cảnh báo vì bị coi là giả mạo. Ví dụ như vị sơn thù chẳng hạn đi, thì chúng ta nhớ là có một thời gian đó, sơn thù cái giá nó rất là mắc. Thì sơn thù thường làm trong cái bài lục vị bát vị chẳng hạn. Thì đó, và sau đó thì nó còn nhiều cái bài khác nữa. Nhưng mà có lúc thì sơn thù này không biết lý do tại sao mà nó bị hút hàng, có nghĩa nó không có, thì ta thay thế bằng cái dược liệu khác. Thậm chí người ta còn lấy cái quả trứng cá nữa. Ở Việt Nam mình á, là người ta còn lấy ở đâu đó cái nhà cung cấp, ta lấy một cái quả trứng cá, ta bỏ hết hộp và ta thay thế cho vị sơn thù. Rồi cái thăng ma cũng vậy. Thăng ma chúng ta biết là nó là một cái rễ. Khi mà chúng ta nhìn lên, ta lấy một cái rễ cây khác mà ta thay thế vô, thì đôi khi nếu mà mình không có kinh nghiệm thì rất là khó. Rồi những cái rễ cây như long đạo ẩm này cũng vậy. Rồi đan sâm, chúng ta thấy là đan sâm là một cái vị thuốc quý, nhất là trong những cái trường hợp mà những bệnh về tim mạch chẳng hạn đó. Thì khi mà người ta sử dụng đan sâm nhiều quá thì ta có thể chiết bớt hoạt chất, nhưng mà nếu mà ta không còn đan sâm nữa thì ta lại dùng một cái rễ cây khác. Cái sớ thì nó lại cũng hơi khác một chút xíu, sớ thịt ở trong cái rễ. Rồi thậm chí là chúng ta biết cái đan sâm thì cái vỏ ngoài của nó thì nó là nhăn, và nó có cái màu hồng, màu đan là đơn là nó có cái màu hồng. Thì ta lấy rễ khác, cái rễ đó thì cái màu nó không giống như vậy, và sau đó thì ta lại nhuộm cái màu của cái rễ đó để người ta giả đan sâm. Rồi hoàng kỳ, thì hoàng kỳ nghe chữ hoàng kỳ là người ta biết rồi, là nên đương nhiên là nó có cái màu vàng. Nhưng mà có một thời gian thì chúng ta gọi dùng cái một cái vị thuốc, nó cũng là cái nó cùng một cái loài hoàng kỳ, nó cùng loài cái này, nhưng mà cái màu nó lại hồng hồng, và lúc đó thì chúng ta hay gọi nó là hồng kỳ. Mà một thời gian dài chúng ta đã sử dụng cái vị đó thay cho vị hoàng kỳ. Rồi hoàng bá thì ta lấy một cái vỏ cây của một cái cây nào đó cũng màu hồng vàng chẳng hạn, thì ta thay cho hoàng bá. Rồi ngưu bằng tử thì chúng ta biết là người ta sẽ lấy một cái hạt nào đó và cũng thay cho ngưu bằng tử hoặc là trộn vô. Còn sa nhân thì ta lại lấy thay điểm sa nhân là nó thuộc cái chi là anomon, thì ta lấy cái quả của những cái cây thuộc họ đậu nhục đậu khấu chẳng hạn, thì ta làm cho cái thay cho sa nhân. Tại vì chúng ta biết khi mà nó còn cái vỏ thì nó bề ngoài nó cũng giống nhau, mà sa nhân thì nó cũng có mấy loại sa nhân, nhưng mà sau đó ta bỏ cái vỏ đi thì cái nhân ở bên trong nó tròn tròn hoặc nó dài thì ta bỏ cái lớp vỏ đi, thì đôi khi cái mùi á nó cũng hơi giống nhau. Ví dụ ngày nào mình cũng sử dụng thì còn phân biệt được cái mùi này, nhưng mà lâu lâu chúng ta nhặt một lần thì chúng ta không nhớ chắc là cái mùi này có phải là đúng sa nhân hay không, thì nó sẽ là nhầm lẫn. Rồi đậu khấu cũng vậy, đậu khấu cái sa nhân
nó cũng vậy, nó cũng là những cái quả rồi chi tử, chi tử thì người ta cũng có thể nhầm chọn, hoặc là chi tử thì người ta dùng những cái quả non quá đi, những cái quả non những cái khác, sau đó thì muốn cho đúng là chi tử nó đã chín chẳng hạn, thì ta nên nhuộm màu nó vậy. Thì có một thời gian thì chúng ta thấy là trong cái hành hoa cái chi tử người ta thấy là nó có một cái chất, một cái chất chúng ta thấy nó làm cho cái màu đẹp của hồng hoa với chi tử đó, là cái chất đó nó có thể gây ra ung thư, đó là rhodamin B. Thì sau khi người ta phát hiện được cái chất này rồi, mình biết người ta đã có bị nhuộm màu làm giả hay không, thì ta ngâm vào nước thì thấy nó có màu đó, nhưng sau này nữa thì ta không dùng cái chất đó nữa, thì ta lại dùng một cái chất khác. Ta biết là những cái nhà sử dụng cái này ta phát hiện ra được là ta chọn cái màu đó rồi thì ta lại chọn một cái màu khác, nó không bắt cái huyền quan với cái màu của rhodamin B nữa, do đó thì ta lại cho dùng cái màu khác. Đó, cũng vậy, làm cho cái kiểu như là lấy cái quả non hoặc những quả giống giống như quả chi tử này, người ta nhuộm màu cho nó đẹp lên, thì cái màu nhuộm vô đó thì nó gây ra ung thư. Rồi ý dĩ thì chúng ta biết rồi, ý dĩ thì người ta lấy cái hạt của cao lương á, hồi xưa thì cái cao lương đó là giống như cái hạt bo bo á, trộn vào thay cho ý dĩ. Thì ý dĩ thì đương nhiên là chúng ta sử dụng nhiều thì chúng ta biết rồi, nhưng mà có đối với một số nơi chẳng hạn như là một số bệnh viện hoặc là các khoa y học cổ truyền mới thành lập mà sử dụng với cái lượng mà lâu lâu mới mua một lần, thì đôi khi không phải là ai cũng có kiến thức về y học cổ truyền, nên người ta sẽ dùng những cái hạt mà bo bo hồi xưa mà gọi là cái hạt bo bo lúa mì á, người ta thay cho ý dĩ, ta sắc cái lớp vỏ đi và thay cho ý dĩ. Còn cái thỏi ti tử này thì chúng ta biết nó là cái hạt của dây tơ hồng, thì người ta có thể thay trộn vào một số cái hạt khác, hoặc là thậm chí nữa mà người ta còn lấy cả cái hạt xi măng đó, tức là ta làm xi măng xong rồi ta lắc cho thành cái hạt nhỏ nhỏ trộn với cái hạt ti tử. Vậy chúng ta biết cái giá của nó thì mắc, nhưng mà nếu mà chúng ta trộn một tí, mà chúng ta trộn 100g 200g vô đây thì cái giá của nó sẽ hạ xuống nhiều và người ta sẽ làm lợi được. Do đó người ta sẽ trộn vào cái này, hoặc ta lấy những cái hạt nào nó dễ mọc hoa, những hạt có ta trộn vô. Đó, chúng ta biết cái hạt thì nó nhỏ xíu đôi khi phải dùng kính gốc thì chúng ta mới nhìn rõ được cái hạt. Còn nếu mà chúng ta nhìn bằng mắt thường thì đôi khi thì rất là khó phân biệt. Do đó người ta sẽ trộn lẫn vào. Rồi cái đơn lì người ta lấy một số cái rễ cây, đơn cây khác nó cũng có hình dạng giống giống, ta thay thế cho cái rễ của đơn lì. Còn nhũ hương thì chúng ta biết rồi, nó là một cái chất liệu, thì nhũ hương cũng sử dụng rất là nhiều, và sau đó thì ta có thể giả mạo bằng cách người ta dùng cái nhựa của cây thông chẳng hạn để thế cho nhũ hương, hoặc là người ta thay vì nhũ hương làm thì nó là sạch thì ta lại trộn để cho nó dính những lớp cát vô, chúng ta biết rồi đó, nó là làm tăng cái khối lượng nó lên, còn ta làm lời như đó. Và chúng ta thấy ở Việt Nam thì từ năm 2005 tới nay thì chúng ta thấy khi mà từ những cái tài liệu của Hồng Kông và của Trung Quốc thì người ta khuyến cáo lên rồi, thì bắt đầu ở Việt Nam chúng ta từ 2005 tới nay thì cái chất lượng dược liệu thì như là được đề cập đến nhiều hơn đó. Và chúng ta đã phát hiện ra rất là nhiều cái trường hợp là cái thang mai giả, rồi hoàn kỳ thì giả, rồi hoài sơn thì chúng ta thấy là hoài sơn thì chúng ta thấy là người ta dùng rất là nhiều cái cây giống như cây mà chúng ta hay gọi là cây khoai mỡ đó, hay là cây củ cọng á, người ta thế cho cây hoài sơn. Rồi ý dĩ thì chúng ta cũng phát hiện rằng là nó giả rất là nhiều, rồi cái liệu quốc bì cũng giả, rồi một thông phòng tỷ thì đều nhiều cái là giả, nghĩa cái chuyện như là quản phòng tỷ này, quản một thông người ta thay thế vô. Thì những cái dược liệu này đa số là dược liệu đều nhập hết á, đều nhập từ nước ngoài về. Mà nếu mà chúng ta thấy nước ngoài đương nhiên ta giả được thì ta đem về Việt Nam thì ta cũng nhập giả về cho mình, hoặc là bên kia phát hiện được rồi thì nghĩ là bên này Việt Nam thì chưa có cập nhật nên ta tuồn hàng qua về Việt Nam thì mình sẽ lãnh hậu quả là mình sử dụng những cái dược liệu mà đã bị làm giả thì đó là. Và cho tới nay thì những cái dược liệu này vẫn đang là cái sự quan tâm là người ta sẽ làm giả tiếp tục, vẫn giả nếu như mình không có kiến thức mình sử dụng. Đó, một số cái hiện nay thì đã ghi nhận rồi, ví dụ như là cái cây mộc hương thì chúng ta biết rồi, nam mộc hương thì nó nằm ở trong một số cái bài thuốc về trị đường tiêu hóa.
thì người ta sẽ dùng, mình phải dùng đúng là mình dùng một phương pháp. Ví dụ như trong bài thuốc là tẩy quy tỳ chẳng hạn, thì mình có thành phần đó là mộc hương, thì cái mộc hương bắc hay là quả mộc hương thì nó có tên khoa học là Vanis sosuria này lapa. Nhưng mà một số cây thì ta lấy dùng một cái số cái cây khác, ví dụ như ta lấy là cái cây của họ Cúc chẳng hạn, cây thỏ mộc hương, mặc dù nó không có liên quan nhưng mà người ta cũng lấy cái này, lấy cái cây này và người ta giả là mộc hương. Rồi ta lấy cái cây vỏ ruột, tức là một cái cây hoàn toàn khác, nó là hay mà người ta hay gọi là cây mộc hương nam á, thì có một thời gian là tại quy tỳ á không có dám sản xuất, tại vì khi mà đưa lên cái thành phần của nó mộc hương, cái người ta lọc lúc đó lọc tại vì mà người ta đang nói là cái mộc hương nó có thành phần là axit arytolysic, nó gây suy thận, thì chúng ta biết rồi là ai đến mua người ta nhìn cái chữ mộc hương người ta cũng không dám uống hết á. Nên lúc đó phải có một cái khuyến cáo là mình cái thành phần của trong cái tẩy quy tỳ nó là một hương bắc chứ là không phải là một hương nam. Thì nói chung là liên quan cái cây mộc hương thì chúng ta hay nhắc tới cái thành phần nó là có cái cây mà gọi là chúng ta hay gọi là thổ mộc hương hay mộc hương nam gì gì đó, thì cái thành phần nó là người ta sợ nó là tại vì nó có cái thành phần là acid arytolysic đó. Thì nhưng mà chúng ta nhớ là cái cây mộc hương bắc thì nó lại không có cái thành phần đó. Nên khi mà chúng ta sử dụng đúng mộc hương bắc thì nó không bị dính cái thành phần đó. Nhưng mà khổ cái là những cái này là những cái việc này thì nó rất là khó phân biệt để phân biệt cái vị mộc hương này. Nên chúng ta cần có kiến thức, tức là nếu mà chúng ta sử dụng lâu dài chẳng hạn thì chúng ta phải có một cái bộ mẫu của cái dược liệu mà chúng ta để đó mà chúng ta có thể so sánh. Chứ còn nếu không, chúng ta lâu lâu chúng ta mua một lần thì chúng ta không biết cái nào là mộc hương chính và cái nào là mộc hương nam hay là mộc hương thì cái đó rất là nguy hiểm. Cái nguyên nhân ra gây ra nhầm lẫn là gì đó, và chúng ta đã nói rồi ha, là do cái hình dạng của cái cây thuốc hoặc là cái dược thuốc nó giống nhau quá, nó giống nhau, thậm chí là nó loài khác nhau, họ khác nhau nhưng mình vẫn giống nhau. Rồi cái do trùng tên gọi đó, chúng ta trùng tên gọi là một cương bắc, một cương nam. Rồi chúng ta chưa xác định được cái nguồn gốc thực vật, tức là chúng ta cứ chưa có biết, ví dụ như là bây giờ cái chanh chải, ví dụ như cái hạt ô đỏ này, rồi cái cây dạ dao đằng. Dạo dao đằng thì lúc trước cũng có một số tài liệu thì ghi nó là cây hạt ô đỏ, rồi một số tài liệu thì giải thích nó là cây hạt ô trắng đó. Thì khi đó, khi nào xác định chính xác cái cây dạ dao đằng nó là cái gì thì chúng ta mới xác định được. Còn tại vì một số tài liệu thì bây giờ không biết tài liệu gốc thì tại sao, nhưng mà nguyên tắc thì tại hai cái nó là cái chịu gọi là dạ dao đằng. Và tại vì chúng ta thấy sau một bên thì cái cây nó sẽ vươn cái lá, vươn cái vòi nó ra và nó bám lên, thì cái cây hạt ô bắc, cây hạt thủ ô đỏ thì nó cũng vậy. Mà cây hạt thủ ô trắng thì nó cũng lên ra, nó cũng vươn ra và cũng mọc lên. Thì thôi, thì bây giờ muốn xác định được chính xác chúng ta gọi cái cây nó là hạt thủ ô đỏ cho nó chắc. Còn chúng ta gọi dạng giao đằng thì đôi khi nó là rất là khó phân biệt. Còn cái thay thế thì tiện thì nãy chúng ta đã nói rồi đó, là một số cái vị thuốc có thể thay thế nhau, nhưng mà có những số vị thuốc thì không thể thay thế được. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ là nó tên cũng giống nhau, vị thuốc nó cũng mùi vị nó cũng giống nhau nên là thay thế. Rồi và một số cái nhầm lẫn là do một số người nghiên cứu này sử dụng thiếu hiểu biết, hoặc là quan tâm chưa đúng mức, hoặc là ta dịch sai nữa. Ví dụ như là cái cây hỏa ma nhân, cái hạt hỏa ma nhân là nó gốc là từ cái cây hồng dầu nhai, nhưng mà người ta lại dịch ra là cái hạt hồng dầu của mình. Bữa trước thì tôi đã nói là trong cái phần dược liệu của độc tính thì cái hạt hồng dầu thì nó rất là độc. Nếu mà chúng ta sử dụng mà 20-30 gram hạt hồng dầu đó, thì nguyên tắc là trong các vị thuốc thì không có sử dụng cái hạt hồng dầu để uống. Mà dùng cái, nếu mà dịch cái kiểu đó mà dùng 20-30 gram dược liệu mà thường dầu thì nó có thể gây chết cái 20-30 người đó. Và do đó thì đôi khi cái người mà nghiên cứu thì người ta cũng gọi là cái dịch từ sách nước ngoài, mà cứ tin tưởng là dịch đó là người là dịch xong thì người khác thì cứ có tài liệu qua để đọc, thì đôi khi nó sẽ gây ra với một cái nguy hiểm về cái nhầm lẫn.
rồi có thể chúng ta chế biến chẳng hạn, thì do chế biến thì nó làm thay đổi, mới đầu thì nó khác nhưng mà đôi khi ta chế biến thì nó lại thay đổi cái dạng ban đầu ra, chúng ta nhận biết không được thì nó lại giống cái chuyện khác. Đó. Rồi cái chuyện cố ý giảm mặn thì chúng ta đã nói rồi ha, thì người ta hay nói là cái người mua nhầm chứ người bán thì không nhầm đâu. Nếu như cái người mà người ta có chuyên môn sâu, người ta đã làm cái nhà cung cấp thì chắc chắn là người ta biết cái nào là tốt rồi. Đó. Còn cái người mua thì chúng ta lâu lâu chúng ta mới mua một lần, hoặc chúng ta không có kiến thức thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn. Rồi đây, nhầm lẫn này ở tại các cơ sở y tế, ở đây thì chúng ta thấy là trong các bệnh viện, thì cái này thì tôi chỉ chép lại một số cái sau khi Bộ Y tế người ta đi kiểm tra, thì ta thấy ở tại một số các bệnh viện y học, nói là chung là có các khoa cổ truyền. Để chúng ta biết hiện nay thì mỗi bệnh viện, mỗi một tỉnh thì đều có cái bệnh viện y học cổ truyền, thì một số thì có bệnh viện y học cổ truyền riêng, còn một số tỉnh thì có bệnh viện y học cổ truyền kết hợp với cái gọi là bệnh viện phục hồi chức năng á. Do đó thì khi mà mở ra như vậy thì không phải là tất cả các bệnh viện đều có những người mà có chuyên môn sâu về y học cổ truyền. Do đó khi mà người ta mua dịch liệu về để sử dụng cho bệnh nhân hoặc người đến khám chữa bệnh ấy, thì có một số cái sau khi Bộ Y tế đi kiểm tra thì thấy là chúng ta cứ nghĩ là cái này nó cũng làm sao mà lộ được, nhưng mà thật sự là có. Ví dụ như là người ta đang dùng ấy, cái hạt sen của mình ấy, đó, thì liên dục á, mà người ta lại dùng cái mắt của cái hạt sen, tức là cái trên hạt sen nó có cái mắt nó mà màu nâu á, nó cục chụp lên cái hạt sen á, thì lúc đó người ta lấy cái hạt sen ra thì một số nơi người ta lấy cái mắt đó và vẫn bán được cho vô một số cơ sở mà người ta gọi cái đó là liên dục. Thì đó là một cái mình cứ nghĩ là cái này chuyện là hài hước chứ làm được có, mà thật sự sau khi Bộ Y tế người ta đi kiểm tra, người ta thấy có một số đơn vị là như vậy. Tại vì do mới thành lập nên người ta biết là mới thành lập nên cái người đi thu mua và cái người sử dụng cũng chưa là có chưa có kiến thức nhiều lắm, nên người ta có thể buôn gian bán gian cho mình như thế này. Rồi cái vị quy linh tiên này á, thì ta lấy một số loại cành con của cây, ta lấy thay vì cái linh tiên là ta lấy rễ, nhưng mà ta lấy một số cái cành con nó có gai gai, nó chỉ ra thì ta làm cái rễ của cái thế là cái việc linh tiên. Cái này là ở đây đó, cái này là không phải là đặt trên sách đâu mà thực tế là nó là như vậy đó, và ở một số cái bệnh viện y học cổ truyền lúc mới thành lập là nó có trường hợp này. Rồi nhầm lẫn loại không có tác dụng của vị thuốc, ví dụ củ cọc, của khoai mỡ, chúng ta thấy cái củ mà hoài sơn của mình chúng ta biết là nó mọc thẳng đứng nhưng mà lại lấy cái củ cọc, tức là cái loại cái củ mà giống như nó giống như cái khoai mỡ của mình á, khoai mỡ mà mình có thể nấu canh chẳng hạn á, rồi cái củ cọc là cái củ mà giống như cái phần nó dài dài ra và thế cho cái củ hoài sơn. Rồi người ta có thể dùng khoai mì khoai mì thì chúng ta thấy là người ta nói là lúc mà mới năm gần đây nữa thì người ta còn nói là người ta ngâm cái khoai mì này, ta xông một cái hóa chất nào đó nó tiêu cái lõi đi. Vậy thì thường thì chúng ta biết là khoai mì thì nó có cái lõi gì giữa, nếu mà chúng ta cắt ngang ra thì nếu mà khoai mì thì nó sẽ có cái lõi gì giữa, nhưng mà người ta lại nói là đi ngâm vô một cái chất nào đó thì cái lõi nó tiêu đi, thì cái đó là hoàn toàn nó không phải. Mà thực tế là người ta dùng cái khoai mì người ta bào cho nó xéo xéo cái lát đi để người ta thay cho vị hoài sơn ha. Còn nếu như những nhà chuyên môn thì nó dễ lắm, người ta chỉ cần lấy cái bột hoài sơn có đúng bột hoài sơn hay không đó, thì ta lấy cái vị thuốc hoài sơn thì ta cạo một chút sữa bột xong ta soi lên kính hiển vi, thì mỗi một cái dạng bột của một cái loài thì nó có cái hình dạng và cái vân của nó khác nhau, không cần phải làm phản ứng hóa học gì hết đó, thì chúng ta đã biết được hoài sơn rồi. Rồi cái rễ của cây này, cây này ta lấy cái rễ này thay cho cái thang ma, chúng ta biết cái thang ma thì cái rễ nó sốt sốt rồi nó cũng có xù xì đó, thì ta lấy cái nhìn thấy cái rễ của một cái cây này nó giống hệt như rễ của thang ma và ta thay thế cho thang ma. Chúng ta biết thang ma thì thường là sử dụng cái trong các bệnh viện y học cổ truyền cũng sử dụng cũng không có nhiều, nên lâu lâu thì sử dụng một ít, và do đó thì khi mà đem vô như này cái hiện dạng nó giống hệt thì ta có thể định mạng được. Rồi và hạt cao lương đó, thì ta thay ý nghĩ đó, tức chúng ta biết nó là loài khác nhau nhưng mà thực sự không phải ai cũng biết cái hạt bo bo nó khác cái hạt ý chỉ đâu. Rồi cái cây kim cang thì thay cho thỏ phục linh thì chúng ta biết là nó khi mà sử dụng lâu chúng ta biết rồi,
Nhưng mà cái cây kim cang thì hồi thời mà tôi học đại học thì cũng vẫn gọi nó là huyết khắc kim cang và huyết sổ phục linh, đó là một. Nhưng mà thật sự sau này thì hai cái này làm có hai loài nó hoàn toàn khác nhau, và chúng ta sử dụng đúng cái loài phục linh, chúng ta không dùng cái cây kim cang này để thay cho phục linh. Còn cái cây xài đất của mình á, thì thấy thì nó dễ rồi đó, nhưng mà thường chúng ta biết khi mà tơi thì dễ nhận biết, nhưng mà khô mà từng bao á, thì chúng ta khó, rất là khó nhận biết nếu người ta cho lẫn một số cái dược liệu. Và thậm chí là trong hình ảnh đưa lên trên các hình ảnh trong các sách, thậm chí ta vẫn chụp cái hình ảnh của cái cây mà gọi là cái cây mọc dại ở các công viên hoặc trên cái bờ đất, mà ta đưa cái hình ảnh đó ta gọi là cái cây xài đất thì nó hoàn toàn là sai. Còn cái cây xài lan này nữa thì nó nếu như mà nó tơi thì nó khác hoàn toàn cây xài đất, không có liên quan gì hết. Nhưng mà nếu mà khô, có thể là khô thì nó cũng hơi khô lá, cũng nhăn nheo, nó cũng có cái khía ra, nó có cái răng chẳng hạn. Thì cái cây xài lan này nó cũng có cái răng giống lá xài đất, nhưng mà cây xài lan thực sự thì nếu nó còn tươi thì nó bóng, chứ nó không có nhám như cây xài đất. Còn cái vị thì hoàn toàn khác nhau. Cái này ở miền Bắc thì hồi xưa nó xà lan là nó mọc một hoang trên những cái bờ ruộng, và đôi khi người ta lên đi khu hái nó xong ta bỏ xuống cái ruộng để nó làm cây xanh á. Thì đó là cây người ta có thể nhầm lẫn, và người ta cố tình nhầm lẫn như vậy. Tại vì cây xà lan thì nó mọc nhanh hơn cây xà đất, tại cây xà đất thì nó chỉ mọc khoảng một cái mùa nào đó thôi, và muốn thu hoạch nó thì cũng phải đúng cái thời vụ, chứ còn non quá thì cái hoạt chất nó cũng không có. Và một số cái loài thì chúng ta thấy là chúng ta cứ nghĩ là đơn giản là chúng ta thấy không bao giờ gặp được. Tại vì ví dụ như là trong dược liệu Việt Nam của mình, bây giờ là dược liệu Việt Nam năm rồi đó, người ta quy định là cái nhân trần Bắc thì người ta quy định là ví dụ nhân trần Bắc đây, thì trong thành phần nhân trần Bắc và nhân trần Nam, tức là hai cái cây nó hoàn toàn nó khác nhau. Nhân trần Nam thì nó là một cái thuộc loài của hoa mõm chó, hoặc là ngoài ra thì còn có nhân trần tía và cây bồ bồ á. Mấy cây đó đôi khi cây bồ bồ với cây nhân trần tía nó cũng còn khác nhau nữa, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng nó giống nhau được, tại vì nó đều là thuộc cái chi là Adenomatis, là cùng một cái họ hoa mõm chó. Nhưng mà cái nhân trần Bắc thì chúng ta biết rồi, nó thuộc cái họ Artemisia, thì cái này là cái loài nó là hoàn toàn khác nhau và cái công dụng nó khác nhau. Nhưng mà lúc trước mình cứ nghĩ là khi mà muốn mát ngang cái mình cứ sử dụng nhân trần Bắc, nhưng thật sự là cái nhân trần Bắc này á, nó chỉ có tính chất là thanh nhiệt thôi. Còn cái nhân trần Nam thì mới có tác dụng là bảo vệ da. Do đó khi đối với những trường hợp mà ví dụ như ta muốn trong cái bài thuốc này về lợn mật hoặc là mát ngang thì ta sử dụng cái nhân trần Nam hoặc là tê bồ bồ. Còn cái nhân trần Bắc là chúng ta biết nó chỉ có tính chất thanh nhiệt, nên chúng ta thấy ở những cái xe mà xe gọi là xe nước mát ở trên đường phố chẳng hạn, thì giờ chúng ta thấy là cái mùi nhân trần Bắc thì đương nhiên nó có mùi thơm hơn, nhưng mà nó có tính chất thanh nhiệt thôi, nó không có tính chất là bảo vệ tế bào da. Vì vậy thì đôi khi mình cứ nghĩ là cái gì nó thuốc bắc nó sẽ tốt hơn thuốc nam, mà nhưng mà không phải. Cái này do hai cái tên mình không biết lý do tại sao mà ta lại bảo nhất là nhân trần hết á. Rồi hồi nãy chúng ta nói là hoài sơn với sơn diệp, thì mình cứ nghĩ là cái hoài sơn với sơn diệp là một, tại vì nó gọi theo Trung Quốc thì ta gọi là sơn diệp, còn gọi Việt Nam thì hoài sơn. Nhưng mà thật sự thì đúng ra nó cùng một cái chi Dioscorea, nhưng mà hai cái loại khác nhau. Thì nó cũng nói chung là cái hoài sơn sơn diệp của Trung Quốc thì nó dạng cái khi mà chúng ta đào lên thì ta thấy là cái hình dạng nó khác hơn một xíu cái hoài sơn Việt Nam thôi. Nhưng mà hai vị thuốc này chúng ta cũng có thể sử dụng được, với điều kiện là trong tài liệu của Việt Nam, trong địa điểm thì chúng ta là ghi là hoài sơn và tên của nó chính thức là như thế này. Còn nếu chúng ta ghi sơn diệp thì nó phải là Dioscorea opposita thì mới đúng. Còn nếu mà chúng ta ghi tên hoặc này mà chúng ta lại gọi là cái vị thuốc này thì nó hoàn toàn là sai ha. Tại vì thế nào nó quy định cái pháp lý mà quan trọng nhất hiện nay đối với dược liệu thì chúng ta cứ coi trong dược điển, chúng ta không có tranh cãi, mà cứ chúng ta cứ coi dược điển. Còn cái chuyện lỡ mà xui là dược điển có sai thì cái đó là cái nhà khoa học chịu trách nhiệm. Còn hiện nay thì cái tài liệu mà quy định
mà có tính pháp lý cao nhất đối với dịch bệnh thì chúng ta coi trong dịch bệnh. Nếu dịch bệnh không Việt Nam không có thì chúng ta coi dịch bệnh Trung Quốc. Rồi cái thạch hợp thì chúng ta biết rồi, đó là cái thân của cái kia một loài lan, đó là một loài lan là chúng ta biết là dendromy đó. Nhưng mà người ta lại lấy một số cái loài khác và thế vô để làm cái vụ thuốc thạch hợp. Cũng lấy cái hữu qua thạch hợp tức là cây phong lan thì nó không có trong dịch bệnh, nhưng mà ta có thể dùng một số cái, ngoài ra dùng sự một số phong lan thì chúng ta biết rồi, phong lan thì nó là trăm cả ngàn loài phong lan, thì thay vì mình dùng cái thạch hợp là cái của cái loài này thì ta dùng một số cái loài khác nữa. Còn cái công dụng như thế nào người ta không biết, nhưng mà thật sự thì trong dịch bệnh người ta chỉ quy định là cái thạch hợp hiện nay là dùng một cái loài đem rô này thôi. Cây khoa học thì nó là đó, chúng ta thấy là khi mà nói tới vị thuốc thì cái cây khoa học nó quan trọng, tại vì lúc đó chúng ta tra cứu có cái nào đúng hay không, và thành phần khoa học nó nằm trong đó là cái gì thì chúng ta phải biết cái cây khoa học của nó để chúng ta tra. Ví dụ như là chúng ta biết là địa quốc bì này, nghe chữ bì bì thì chúng ta cứ nghĩ là địa quốc bì cái toàn bì nó là một, nhưng mà thật sự cái địa quốc bì thì nó là rễ của cái cây chi tử. Rễ của cái cây chi tử. Còn cái toàn mì mà chúng ta dùng để thay thế thì nó lại là rễ của một cái loài gọi là như là loài hoa lài đó, nên nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà cái mùi thì nó cũng giống nhau, nhưng mà cái mùi điện quốc bì thì rất là thơm một cái tính chất là lòng. Còn cái mùi này nó lại nhẹ hơn. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Hoàng kỳ thì hoàng kỳ chính thức thì nó là cái loài hoàng kỳ, mà cái rễ của cái cây hoàng kỳ thuộc cái chi là Astragalus ha. Còn cái hồng kỳ mà mình cũng hay trước giờ vẫn hay sử dụng là cái màu nó hồng hồng hơn đó, nó thật sự nó gọi hồng chứ nó là trắng trắng. Còn hoàng kỳ thì cái màu nó thịt cái rễ này nó màu vàng, còn cái hồng kỳ nó hồng thì nó đúng ra nó trắng trắng thôi chứ cái màu hồng thì nó không thấy. Nhưng mà trước thì ta vẫn dùng cái hồng kỳ này đó, thì nó mới loài nó khác nhau hoàn toàn. Nó cũng tác dụng bổ khí, nhưng mà cái thành phần nó họ khác nhau. Do đó Trung Quốc thì chúng ta biết rồi, người ta chỉ dùng hoàng kỳ thôi. Còn cái hồng kỳ thì rất là ít dùng. Nhưng mà lúc trước thì Việt Nam mình đa số là tại các gia giá thành nó rẻ, với cái công dụng nó ít, lên người ta Trung Quốc người ta không có dùng hồng kỳ, mà bên Việt Nam mình lại dùng rất nhiều. Và sau khi cái tài liệu công bố lên thì bắt đầu Việt Nam mình mới dùng hàng đúng hoàng kỳ với cái tên khoa học đó là Astragalia. Rồi đó, cũng tại các cơ sở y tế thì ta ghi nhận là cái vị tần giao thì chúng ta biết rồi, khi mà nói cái tần giao là người ta hình dung được cái rễ của nó là rễ sống sắn. Nhưng mà đôi khi người ta giao cho mình thì một cái loại người ta đã đào thì chiến rồi đó, và cái loại đó thì cái nó mình không thấy được cái rễ của nó, mà cái hình dạng nó sống sắn lại với nhau đó, do đó thì vẫn thì sử dụng và người ta nói là đây là cái loại tần giao, một cái loại tần giao khác đó. Rồi cái tan ký sinh ha, thì chúng ta cứ nói là cái tan ký sinh là đương nhiên là một cái loài, toàn bộ cái phần ký sinh nó nằm trên cây dâu. Nhưng mà khi người ta đem về cho mình á, bán cho mình thì nó là một cái ký sinh, thậm chí là cái phần mà thân của nó, cái lá mà chúng ta nhìn được rồi, nhưng mà thân của nó to lắm đó. Thì người không hiểu là khi mà nó ký sinh trên cây dâu, vậy cây dâu nó phải là khổng lồ như thế nào, nhưng mà nó vẫn gọi là tan ký sinh đó. Và một số bệnh viện thì vẫn sử dụng tan ký sinh, gọi là tan ký sinh, nhưng mà thật sự không biết cái này là ký sinh trên cây gì. Rồi hoàng bá thì ta cũng lấy một cái vỏ của một cái cây nào đó cũng màu vàng vàng vậy đó, thì khi mà mình nhai nhai vô thì nó cũng cái màu đắng của cái gì đó, nhưng mà thật sự thì không phải hoàng bá. Hoàng bá thì chúng ta phải bẻ ra cái sớ nó khác, còn cái này khi mà chúng ta bẻ cái vỏ nó ra thì cái vỏ nó khác. Còn cái dây đau xương thì dây ký linh hoặc là dây cóc gì đó, hai cái dây cóc nó cũng giống nhau. Dây đau xương hoặc là dây ký linh, tại vì ký linh thì cái vị nó đắng mà. Nhưng hồi xưa cái chữ ký linh đó là nó thay thế cho cái chữ cantina đó, mình đọc mình đã là ký linh đó, chữ đắng đó. Được cantina hoặc là ký linh là nó đắng. Hồi trước thì khi mà người ta uống cái kim tê cha xí linh, cái liền mà có mùi đắng thì ta cũng gọi là cái thuốc kháng sinh và ký linh. Thì nó là như vậy ha. Nhưng mà một số cái thì nó cây dây giống nhau,
nên người ta nhầm lẫn. Rồi khuyến cáo khi sử dụng này, thì tế tân chúng ta biết là tế tân thường trong các tài liệu thì ta chỉ dùng cái lễ của nó thôi, nhưng mà hiện nay ta lại dùng một số cái nơi khi mà mới mua về ta dùng cả cái phần trên mặt đất. Thì như bữa trước tôi nói là cái phần trên mặt đất thì nó có cái thành phần là acid acetolysic đó, thì nó giống như trường hợp quả mộc thông hay là mộc thương nam gì đó, thì nó có thành phần acid acetolysic thì nó độc. Còn cái lễ thì dưới, thì một phần dưới thì đương nhiên là nó có chịu cay là nóng rồi. À, thì cái thành phần dưới thì nó không có nhiều cái thành phần axit đó thì chúng ta có thể sử dụng được, nhưng mà cái liều của nó chúng ta lưu ý là cái liều này khoảng 2-4 ga thôi, nếu mà nhiều quá trời mà nắng thì nó rất là nóng. Thì đó là cái một số cái nhầm lẫn tại các cơ sở y tế. Ở đây đó là một số cái nữa thì nó không phải nhầm lẫn, nhưng mà đôi khi đem về thì nó không có thể sử dụng làm thuốc tốt được. Ví dụ như là cái trong ba kích, cái việc ba kích thì chúng ta có cũng mấy loại ba kích. Ví dụ như là đi ra Quảng Ninh chẳng hạn, cái vùng phía Bắc Việt Nam mình á, thì chúng ta hay được mời cái lượng ba kích tím, tại cái màu nó rất là đẹp. Khi mà chúng ta nâng lượng cái màu nó tím nó đẹp. Và thường là chúng ta biết là nhìn bề ngoài thì cái rễ ba kích này, thì nếu như mà chất lượng nó mà tốt thì nó đẹp. Nhưng mà nếu như mà chất lượng nó xấu thì bên trong nó mọc mốc ở bên trong, chúng ta bẻ cái rễ ba kích này thì bên trong nó mốc xanh lên rồi, nhưng mà nhìn bề ngoài thì chúng ta không biết. Rồi ví dụ khung dung cũng vậy, một khung dung thì người ta cũng thể giả bằng một cái nấm nào đó. Rồi thành khúc ha, cái này cũng vậy, thành khúc cũng bị giả nhiều, hạnh nhân đào nhân ý dĩ. Rồi cái bạch liên giả là chúng ta biết, người ta thậm chí ta lấy một cái loại bột nào đó xong ta ép thì khuôn cắt thành từng cái miếng người ta bán cho mình. Thậm chí ta dùng cái vôi á, người ta ép lại, trộn thêm một cái chất bột nhẹ nhẹ nữa, ta ép lại và giả cho mình. Đào nhân hạnh nhân thì nhiều loại lắm, nên chúng ta có thể thế với nhau, hoặc đôi khi mình muốn mua đào nhân thì ta lúc đó ta có hạnh nhân, ta giao cái hạnh nhân cho mình. Lúc nào mình cần hạnh nhân không có thì ta lại lấy đào nhân ta giao cho mình. Mặc dù là đôi khi là cái hai cái này đó, tại vì hạt quả đào nó cũng có nhiều loại giống đào lắm đó. Nên có loại quả đào nó dài dài, có quả đào nó tròn tròn, nên khi cái hạt bên trong nó cũng khác nhau nữa. Nên nếu mà chúng ta không có cái kiến thức hoặc là chúng ta ngửi cái mùi của nó thì đôi khi nó sẽ giao lộn cho mình. Rồi cái quả mà quả sơn tra táo mèo đó thì cũng bị lừa lộn. Thậm chí ta lấy cái quả táo mà chúng ta đang ăn đó, cái bom á mà nó nhỏ nhỏ, mà lúc trước mà chúng ta hay gọi là bom Trung Quốc mà nó nhỏ 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 đó, người ta phơi khô nó sắc ra ta bán cho mình, ta thế cho vị sơn tra. Sơn tra thì cái vị nó chua và hình dạng thì nó khi chúng ta nhìn vô cái cú của nó, cái đuôi của nó khác. Còn cái quả táo mà chúng ta thấy có mấy năm trước mà ta bán trên chợ hoặc là bán dọc đường á, cái quả táo mà nó táo Trung Quốc mà nó nhỏ nhỏ đó, đó thì lúc đó người ta lại lấy cái quả đó người ta phơi khô, người ta sắc lát ra người ta bán, người ta thế cái vị sơn tra. Rồi vị thuốc có cái thước rễ này thường nhỏ và rất nhỏ, mất màu mất mùi vị, như là đạm xanh chúng ta thấy. Thay vì đạm xanh thì cái người ta phải lấy cái loại cái rễ nó lớn thì mới đủ hoạt chất. Ở đây khi mà người ta đã lấy cái gì là dược phẩm mà cung phẩm gì đó, ta lấy cái những cái rễ nhỏ ta bán cho mình. Rồi cắt cánh thì ta cũng có thể lấy một cái loại khác và cắt cánh những rễ nhỏ. Rồi như tắt cũng vậy ha. Rồi hạt của ô đã có, người ta cũng lấy một số cái củ mà rất là nhỏ. Thì đương nhiên là những cái củ mà nhỏ hoặc là những cái loại mà 3-4 chẳng hạn đi thì cái hàm lượng hoạt chất nó không còn nữa. Đó, phòng phong cũng bị giả nhiều lắm. Tức là phòng phong thì nhìn cái hình dáng của nó là biết rồi, nhưng mà đôi khi người ta lấy là chiết hết hoạt chất, xong người ta trộn một số cái rễ nó rất là nhỏ. Đó, nên khi mà chúng ta biết là trong cái quy định dược định, chúng ta phải quy định là cái rễ nó kích thước bao nhiêu chẳng hạn. Cam thảo cũng vậy ha, cam thảo cũng bị có khi người ta giao cho mình cái loại cam thảo mà cái rễ người ta để nó khóa gỗ hết rồi đó, ta trồng lâu năm hỏi giao ở đâu thì ta nói là cũng mua cái vùng dãy núi Uran gì đó, vùng Liên Xô gì đó nên nó to như vậy. Thì mình muốn biết là cái hàm lượng mà định không định lượng nó là hoạt chất nó ở đâu, acid glycyrrhizin nó còn bao nhiêu phần trăm chẳng hạn đó. Nhưng mà đôi khi ta lại giao cái rễ rất là nhỏ,
khi mà kiểm tra ra thì cái lượng đó thì nó không có đạt. À, rồi vị thuốc có chỉ tiêu định lượng không đạt này. Cái kim ngân hoa thì chúng ta biết rồi ha, đã nói là khi kim ngân hoa thì phải thu hái là cái mùa vụ mà nó bắt đầu nó chỉ mới ra nụ thôi. Còn khi mà nó nở bung hết ra rồi ấy, thì nó không còn hoạt chất. Thậm chí nhưng mà kim ngân hoa này nó có rất là nhiều loại. Chúng ta hay đây chúng ta đang hay sử dụng thì chúng ta gọi là kim ngân hoa Nhật Bản. Lolicera japonica là tên của nó, tại các chữ Japo là Japon ở Nhật Bản á. À, nhưng mà hiện nay thì đôi khi những cái mùa, nhất là cái mùa vừa rồi dịch cúm chẳng hạn, thì trong những cái bài thuốc để thanh nhiệt tiêu độc thì người ta sử dụng kim ngân rất nhiều. Nên vừa rồi nó hút cái kim ngân á thì người ta có thể sử dụng một số cái loại kim ngân mà chúng ta gọi là kim ngân lẫn á. Tức là cái hoa của nó rất là nhỏ và nó khi mà nó nở tung nó ra rồi thì nó cứ màu vàng và nó quấn quýt với nhau á, nó dính thành một chùm. Thì lúc đó người ta thì gọi là kim ngân lẫn á. Rồi hoài hoa thì chúng ta cũng nói rồi ha, chỉ tiêu nó đạt không đạt là lý do là người ta đã để nó nở nó quá rồi hoặc là người ta để lâu. Cái chúng ta biết cái routine ở trong hoa hòe thì nó dễ bị thăng hoa nó bị mất đó. Do đó nếu mà người ta thu hái không đúng thời vụ hoặc là người ta để lâu quá thì cái hàm lượng routine ở trong cái hoa hòe này nó sẽ mất đi. Mà cái hoa hòe thì chúng ta biết dùng trong những bài thuốc hạ áp hoặc là trong cái trường hợp người ta muốn cho cái bền thành mạch á, cái mạch máu của mình nó bền, nó co giãn đàn hồi tốt thì ta dùng hoa hòe. À, hoặc là trong trường hợp mà người ta muốn cầm máu thì ta dùng hoa hòe nó đã sao. À, nhưng mà nếu mà chúng ta mua nhầm cái hoa hòe mà nó đã nặng bung ra hết rồi à, thì cái hàm lượng lutein này nó sẽ bay đi. À, nó và nó không còn nữa. Nên đó thì những cái chỉ tiêu về chất lượng nó không đạt. À, rồi tần dao cũng vậy ha. Tần dao khư hoạt cũng vậy, khư hoạt thì trong thành phần nó có tinh dầu. Nếu như mà người ta đã chiết bớt đi rồi, ví dụ người ta cho qua một cái, người ta làm sạch, người ta cho chiết qua một cái dung môi nào đó, người ta lấy bớt cái hoạt chất trong khư hoạt đi, sau đó người ta lại bán cho mình. Ví dụ giống như trường hợp hồi trước, cái củ khoai tây, mà cái đấy khoai tây Đà Lạt thì nó ngon hơn khoai tây Trung Quốc đó. Người ta mua khoai tây Trung Quốc, sau đó người ta đem về lấy đất của Đà Lạt, ta bò bò ra. À, đó thì ta làm giống như khoai tây của Đà Lạt. Thì trường hợp của mấy cái dược liệu của mình cũng vậy, tức là người ta có thể giả bằng cách là người ta lấy cái khương hoạt ra chiết bớt hoạt chất, sau đó người ta lại trộn luôn một chút xíu đất cho mình cứ cảm giác như là cái khương hoạt này nó người ta mới thu hoạch lên nó còn đất chẳng hạn. Tần dao thì nó cũng tới mấy loại tần dao, nhưng mà cái loại mà người ta đã cắt thành phiến thì nó không có đúng. Rồi cái vị thuốc mà làm giả này, trộn những cái hạt giả thì tôi đã nói rồi, tức là cái thảo kỳ tử này hay bị trộn lẫn lắm. Nó trộn một cái hạt khác hoặc là thậm chí là trộn một xi măng. Xong đó khi mình phát hiện ra đó là mình lấy cái hạt thảo kỳ một nắm hạt thảo kỳ tử này coi có trộn hay không. Người ta bỏ lên trên cái mâm, cái bàn, xong rồi lấy cái chai người ta lăn qua cái nghe nó rào quá. Và thấy có một số cái hạt xi măng nó trộn vô. À, rồi đây. Trộn một màu chất cho phô cơ, ví dụ như là người ta trộn một số cái hoạt thạch đó, một tan vô để cho cái hồng hoa nó nặng lên. Thay vì một tí hồng hoa ta trộn thêm một ít bột vài trăm gram cái hoạt thạch vô, tức là cái bột tan vô để cho nó không có dính với nhau. À, thì khi mà mình thấy rờ vô, mình bóp vô, mình thấy nó dính vào tay có cái bột màu trắng đó, thì nghi rồi, sau đó mình bỏ vô một cái ly nước thì thấy nó có những cái bột nó lắng xuống. Thì chúng ta biết là người ta trộn một số cái chất bột khô cơ vô để cho nó nặng lên. Rồi trộn một màu vô là chúng ta thấy là hồng hoa này, rồi chi tử này, thì ta thường trộn cái màu cam cam đó. Đó là cái màu của rhodamin B đó, cái chất nó gây ung thư. Còn cái đan sâm thì người ta lại lấy một cái rễ màu khác, hoặc là rễ nó non quá mà nhìn nó không có đúng là đan sâm. Yeah, giống như đang xâm thật thì đang chọn một cái màu đó, ta nhuộm cái rễ đó bằng cái màu hồng hồng. Rồi. À, còn cái bạch linh thì chúng ta biết ta dùng cái vôi á, một vôi rồi ta chọn thêm một nữa thì ta ép thành khối, xong ta cắt thành khối ta bán cho mình á. Thì cái này đôi khi mà chúng ta thấy bạch linh thì đa số là nó có làm một cái nấm và nó có cái lớp sáp ra ngoài, nếu mà đúng ra thì chúng ta thả vô nước thì nó nhẹ nó lỏng lên. Còn khi mà chúng ta thấy bạch linh giả mà chúng ta thấy mà bỏ vô nước tự nhiên nó chìm hẳn xuống thì chúng ta biết rồi nó giả rồi. Rồi lúc trước thì mình hay dùng cái vị là long cốt, thì đương nhiên thì bây giờ chắc là thời còn
mình đi vô rừng gì đó mình tìm được đào khai quật thì mình tìm được long cốt, chứ hiện nay thì chúng ta biết rồi long cốt ở đâu có. Do đó thì có thể người ta dùng những cái xương của những gia súc rồi ta nung lên, ta nói ở cái này là long cốt. Do đó thì trong cái danh mục thuốc thiết yếu, thuốc chủ yếu của Bộ Y tế về cái danh mục dược liệu thì ta bỏ cái vị long cốt rồi. Và biết chắc là không có thể nói là không thể làm kiếm được cái vị thuốc này đâu. Do đó nếu mà muốn người ta đòi là tìm được long cốt thì ta tìm cái xương của con cái gia súc đó, là sau đó ta nung lên ta bán cho mình, ta nói là long cốt. Thì thật sự cái đó là mình sử dụng thì tạo điều kiện cho người ta giả mạo nhiều hơn. Do đó thì thôi, đó, một số cái vị thuốc thì ta sẽ bỏ ra để tránh cái trường hợp giả mạo. Rồi đó, rồi một số cái thì quy định là người ta dùng sa nhân thì ta phải dùng là cái quả thì bỏ cái vỏ đi. Nhưng mà ta lại lẫn lộn là ta giao cả quả mà chưa có bóc vỏ, thì như vậy là cái tỷ lệ khi mà kiểm nghiệm ra thì chúng ta thấy là có cái tiêu chí là cho toàn phần nó không đạt. Thì khi mà ví dụ người ta kiểm nghiệm một cái vị thuốc chẳng hạn, ta kiểm nghiệm rất là nhiều tiêu chí nhưng mà chỉ cần có một tiêu chí không đạt thì ta nói là cái dược liệu của mình không đạt tiêu chuẩn lập thuốc. Như vậy thì coi như là cái thuốc này cái coi như là phải đi bỏ này. Rồi đó, nãy chúng ta cũng nói là nó dùng một số cái quả không phải là quả sa nhân. Thay vì nó cũng lấy một số cái quả hình dạng nó giống giống vậy nhưng mà quả nó không phải quả sa nhân, nên cái mùi vị nó khác nhau. Và khi mà người ta đi kiểm định chẳng hạn, đi người ta chấm sắc kính lên lấy cái mẫu chuẩn người ta so thì nó không phải là quả sa nhân, mặc dù chúng ta thấy là hình dạng nó cũng hơi giống giống, rồi cái mùi chúng ta thấy cũng cay cay mà không giống. Còn vị trí ha, vị trí thì đáng lẽ là phải bỏ lõi, nhưng mà ta lấy lõi ta bán cho mình luôn. Còn cái đơn vị thì nó còn rất là nhiều lên cái lõi rễ. Hoa hòe hay kim ngân hoa thì người ta đem cả lẫn cả cành cả lá luôn đó. Tại kim ngân hoa thì đương nhiên là chỉ lấy là cái hoa thôi. Còn kim ngân cụm tức là lấy cái cả cái cọng đó, tức là trong cái cọng cái lá của kim ngân thì nó cũng có thành phần là cái chất thanh nhiệt tiêu độc. Nhưng mà ở đây cái vị của mình gọi là kim ngân hoa thì đương nhiên là mình sử dụng hoa thôi. Còn nếu như nó lẫn nhiều lá, nhiều cụ vô thì lúc đó cái những cái thành phần này thì ta gọi là tạp chất rồi. Hoặc là bá thị nhân, là chúng ta biết là bá thị nhân thì nó là cái quả sau khi của cái cây, cái tùng đó. Sau khi người ta phải, giống như người ta phải chà nó sát đi, bỏ cái lớp vỏ như cái vỏ trấu ở ngoài đi. Thì người ta lại trong đó thì người ta thấy là nó có rất là nhiều cái lớp vỏ này. Thì để cho tỷ lệ tạp chất nó tăng thì ta bán lời nhiều hơn. Rồi chưa được tốt là ví dụ hắc phụ tử, như chúng ta nói là hắc phụ tử là khi chúng ta đã chiên vào rồi thì nó mới có màu đen gọi là hắc phụ tử. Còn nếu mà chúng ta mới chưa có chế biến thì nó cái màu gọi là bạch phụ tử. Rồi hạt thì ô đỏ thì thay vì muốn được sử dụng thì chúng ta phải nấu cái hạt là đậu đen chẳng hạn, nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ mới là mua về xong rồi chúng ta cắt lát rồi chúng ta xấy khô thì nó chưa được chế biến tốt. Hoặc là chúng ta không có thực hiện cái gì gọi là cái kiểu như hồi xưa cụ chân cụ sấy gì đó. Tức là phải nấu xong rồi tẩm rồi lại sấy rồi tẩm tiếp thì mới được. Rồi táo nhân. Táo nhân thì chúng ta biết nếu mà táo nhân mà chúng ta sử dụng mà dùng mà chưa có sao lên á thì cái tác dụng mà an thần thì nó không có. Và lúc đó thì nó có tác dụng là nhuận tràng. Do đó chúng ta đem mua táo nhân về cứ nghĩ là bị táo nhân xong rồi chúng ta đem để sử dụng mà chưa có sao lên thì lúc đó thì cái tác dụng an thần nó không có đó. Rồi thuộc địa cũng vậy, nếu mà chế không tốt đó, không có tẩm với nước sa nhân, nước gừng gì đó không tốt thì cái tính chất mà gọi là ôn ấm của nó là bổ huyết thì không có. Nếu mà sinh địa thì nó chỉ tính chất là đương huyết thôi, còn nếu mà chúng ta nó chế thành thuộc địa thì lúc đó nó có tác dụng bổ huyết. Rồi thương chuẩn bán hạ hoàng tiền bán thị nhân làm nhân thị nhân thì ví dụ như là bán hạ thì chúng ta phải biết là người ta phải ngâm cái nước vo gạo chẳng hạn, sau đó thì tẩm cái giấm thì đang cái sa nó lên thì nó bớt cái tính chất là kích ứng đi thì nó mới có tác dụng tốt. Rồi với cái thuốc như hoàng tiền chích chẳng hạn thì ta cũng phải chích với tẩm cái tỷ lệ mật như thế nào. Rồi bán thị nhân cũng phải sao lên, đào nhân thị nhân thì cũng phải sao, và thậm chí là phải bỏ cái lớp vỏ nó đi, cái lớp mỏng trên của hạnh nhân với đàn nhân như chúng ta nói nó độc tính là do cái
trên cái mầm của nhân hạt thì nó có chứa nhiều cái thành phần là amygdalin á, cái mùi mà nó rất là hăng á. Rồi trong quá trình bảo quản thì chúng ta thấy là người ta thấy là người ta đem về thì cái mùi hiên sinh nó rất nặng đó, tức là muốn bảo quản nhiệt lệ thì người ta thường là dùng phương pháp là sông sinh. À, nhưng mà cái sông sinh có những cái cơ sở người ta làm một cách như là gọi là không có tâm đó, thì ta sẽ dùng cái lượng sông sinh rất là nhiều để cho không bị mối mọt đó. Rồi do đó thì tại vì thường là chúng ta biết hoàng kỳ này, rồi đẳng sâm chẳng hạn, nếu mà người ta thu hoạch về mà người ta không có sông sinh, không có bảo quản thì đương nhiên là nó sẽ mốc thôi. À, do đó người ta phải có phương pháp là dùng chất bảo quản, người ta cũng có thể sông sinh nhưng mà cái lượng sông sinh như thế nào nó vừa phải thôi để vừa bảo quản được dược liệu nhưng mà nó không gây hại cho người sử dụng. Còn đây nếu như người ta sử dụng một lượng rất là nhiều hoặc là lưu tắt cũng vậy, nếu mà chúng ta đem về chúng ta mua những cái rễ đó về xong đó chúng ta rửa, chúng ta sấy thử, chúng ta biết là cái mùi lưu huỳnh nó bay lên rất là nhiều. Rồi danh pháp mình cũng hay về cái danh pháp địa phương này, theo cái từ gọi địa phương thì nó không có chính xác. Thay vì hậu pháp thì mình để viết thành hậu pháp thì nó không có đúng cái danh mục của nó. Rồi cái hoàng kỳ thì có nơi thì gọi là huỳnh kỳ. Tại vì chúng ta đã nói thống nhất với nhau là khi mà mình sử dụng cái vị dược liệu nào thì phải đúng theo quy định của Bộ Y tế. Chứ còn mình gọi viết như thế này thì nó sẽ sai. Rồi cái mấy cái cây bạch hoa xà, bạch hoa xà mình nhớ là cái bạch hoa xà thiệt thảo thì nó mới đúng. Rồi cây một số nhầm lẫn khác này, ví dụ lạc tiên. Lạc tiên thì chúng ta biết rồi ha, ở ngoài Bắc thì nó gọi là cái cây nhãn lồng hay gọi là nhãn tiên, còn ở đây trong miền Nam thì gọi là cái cây trùng ba. Thì cái lạc tiên thì giấy pháp này thì được ghi là trong dược điển Việt Nam quy định là ghi nó là cây lạc tiên, nhưng cũng không có ghi nó là cây trùng bao hoặc là cái cây nhãn lồng. Tại vì nếu mà gọi cái tên Việt Nam mà gọi được không đúng thì nó sẽ lộ. Tại vì ngoài Bắc thì cái cây nhãn lồng đôi khi nó là cây cây nhãn, quả cây nhãn ăn của mình đó. Sau đó thì khi nó ra quả thì người ta sẽ tìm cái quả nhãn đó thì người ta dùng cái lưới ta lồng nó lại để cây dơi nó khỏi ăn chẳng hạn, thì cái quả nhãn nó gọi là nhãn lồng. Nên hồi xưa chúng ta gọi là nhãn lồng Hưng Yên gì đó thì nó hoàn toàn nó không có liên quan đến cái cây vị thuốc lạc tiên của mình hết. Nhưng mà cái bộ phận dùng của chúng ta cũng lưu ý là sử dụng phần trên mặt đất thôi. Và tên khoa học là Paxiflora floridata ha. Để lưu ý là như vậy để tránh gọi những cái tên và tên địa phương nó khác nhau á. Rồi mẫu đơn mì thì là vỏ của cây mẫu đơn ha, còn địa phương mì thì là cái vỏ rễ của cái cây chi tử, ở cây câu thủy tử ha. Thì chúng ta lưu ý chỉ nó khác cái chữ hoặc một chữ thôi, và đôi khi thì nhiều khi mình nhầm lẫn đó. Tức là mẫu đơn mì với địa phương mì nó hoàn toàn khác nhau đó. Rồi nhiều nơi thì thay vì cái dùng mẫu đơn mì thì ta lại dùng cái rễ của cây đơn đỏ. Cái cây đơn đỏ này thì nếu mà ai mà chưa biết cây đơn đỏ thì thường là chúng ta đi ra chợ cái chỗ mà người ta bán cái lá sông á, thì người ta bó trên cái lá sông có một cái lá cây mà cái lá nó vừa mặt trên nó màu xanh xanh, ở dưới thì màu đỏ đỏ đó, thì nó gọi là đơn đỏ, thường là trong cái bó lá sông. Rồi nó cái cây mẫu đơn mì thì đương nhiên là rễ của cây mẫu đơn rồi ha. Rồi ô dược, cái vị này cũng bị nhầm lẫn này, nó là vị thuốc rễ phơi khô của cây ô dược á, họ đông não thì thường người ta lại lấy cái rễ của cây cây sim. Mà chúng ta thấy là cái khi mà biết chắc chắn hay không á, thì chúng ta phải biết là cái vân của nó như thế nào, hoặc là cái cách mà cái rễ nó khi mà chúng ta chặt cái lót ngang ra thì ta nhìn cái rễ thì chúng ta mới biết được. Chứ còn nếu mà nói trên lý thuyết không thì rất là khó, nhưng mà do đó thì người ta phải có cái kinh nghiệm, tức là cái rễ của cây ô dược này này thì là cái rễ của họ cái cây long não, thì đương nhiên những cái cây long não thì nó có cái mùi thơm nó khác, còn cái rễ của cây sim thì nó lại chắc hơn, nó cứng hơn
và cái vân mà nó tỉ tỉ ra thì cái lễ nó cũng khác nhau và cái mùi nó cũng khác nhau. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, nhưng mà đúng ra cái này nó có kinh nghiệm. Còn nếu chúng ta không có kinh nghiệm thì nếu như chúng ta sử dụng cái lượng ít mà sử dụng thường đó, thì chúng ta phải cái mẫu chúng ta để lại. Nhưng mà lâu lâu mà chúng ta sử dụng thì đôi khi nó rất là khó để phân biệt đó. Rồi nãy chúng ta nói là cái cây người ta lấy cái cây mà cốt rắn, cốt trắng đó, là cái cây này ở trên người ta hay đi trên đi rừng đó, chúng ta thấy ta chặt cái cây này chút xíu, chặt ngang cái cây này xong đó ta thấy nước nó chảy ra, ta khi dùng cái nước này để uống đó, thì nó thay cho cái cây lạc tiên, tại vì cái lá nó cũng giống, cái thân nó cũng giống, mà nó cũng chúng ta biết cái cây trên dây á, nếu mà cái lá nó nhỏ thì nó cũng giống lắm đó. Nếu mà chúng ta không phân biệt được, nó cũng có những cái tua bám quanh quanh đó. Nếu như mà chúng ta không biết mà chúng ta lấy cái cây của cái cây chanh dây á, chúng ta thay vô hoặc là trộn vô để làm cái lạc tiên, mà nếu như cái lá nhỏ thì chúng ta cũng khó mà phân biệt. Tại khi mà bán cái này thì người ta bán từ cái bao lớn, người ta không có bán có 100g, 200g cho mình đâu. Nên mình mua nhỏ nhỏ thì mình dễ phân biệt. Còn đây bán từ một cái số lượng lớn thì đôi khi chúng ta không có thể chọn mà kiểm tra nó từng cái được, nên cũng rất là dễ nhận lẫn. Rồi cái cây cantina thì hồi trước chúng ta biết rồi, cái rượu khai vị á, người ta hay dùng cái rễ, cái vỏ thân này, vỏ rễ của cái nhiều loài cái cantina thì những cái loài của nhiều loài làm thuốc thì ta hay dùng chữ FPP này nè, tại vì nó có chi, nó cùng cái chi mà nó có nhiều cái loài thì người ta lấy cái vỏ thân hoặc là cây hoặc vỏ rễ của cái này thì ta làm rượu để làm cái rượu khai vị á, để kích thích tiêu hóa. Và lúc trước thì ta đôi khi ta làm rượu sốt rét nữa. Rồi sau này thì người ta ngoài Bắc thì ít có cây ô mô lắm, nhưng mà lâu lâu mới có một cây nên cái miền Nam thì chắc là miền Tây Nam Bộ chúng ta biết cái cây ô mô này rồi. Cái cô cây ô mô thì hoa nó cũng đẹp, rồi cái quả của nó thì nó là cái một cái quả như quả dài dài lắm, rồi có thể con nít nó cũng có thể ăn được, chặt ra cái mùi nó thẳng thẳng á. Mà cái khi mà ta ngâm cái này ra làm rượu á thì nó cũng cái màu cũng đẹp, nhưng mà cái vị đắng thì nó không giống như cái vị đắng của cây cantina, đôi khi nhầm lẫn như vậy á. Rồi hậu phát thì chúng ta biết là cái này ở bên vị cũng vậy thôi, lâu lâu phải đem đi trả, tại vì thay vì mình mua hậu phát thì ta đưa một cái vỏ của cái thân cây gì đó không biết, nó chắc là cũng nó cũng đắng đắng cũng chát chát, nhưng mà cái mùi thì nó không thơm. Còn đúng ra cái cây hậu phát này nếu mà chúng ta nó đứng của nó thơm lắm, chúng ta mà chúng ta làm hoặc là chúng ta sấy tán gì đó mà lấy một ông ruồi nó khoái lắm, hoặc là chúng ta cầm cái nắm hậu phát mà chúng ta lấy một chỗ nào đó không chừng là có con ông ruồi nó bám theo. Còn nếu như mà cái hàm lượng cái vỏ rễ này nó vỏ này nó không có đúng á, thì cái tinh dầu trong đó nó không có nên chúng ta không thấy con ong. Chứ là nếu mà cái lượng mà cái hoạt chất mà trong hộp phát này mà nó đủ á, thậm chí là chúng ta xây tán nó hoặc chúng ta dạy nó ở trong cái phòng mà chúng ta để cái kiến thôi là con ong ruồi nó ở đứng ngoài nó cũng thể nó động trên cái kiến được á. Nhưng mà hiện nay thì đôi khi người ta giảm mạnh. Ở đây thì chuyện vừa rồi chúng tôi cũng sẽ trả lại, tại vì nó không có đúng, không phải đúng hợp pháp thì trả lại thôi. Người ta lấy một số cái quả của cái chi của cây chi của cây giống như là của cây quế đó, nhưng không phải cây quế đâu, mà cái loại cây nó cũng có cái vỏ như vậy, nó cũng có mùi cây thơm thơm, hoặc là cái vỏ cái cây vối rừng á. Cây vối thì chắc là người Bắc thì biết, mà chúng ta biết cây vối, chứ là miền Nam thì cũng biết vối. Có một lúc mà vừa năm vừa rồi là thấy nhiều người cũng biết vối đó. Nhưng mà ngoài Bắc thì thường là chúng ta coi những cái phim hồi trước đó, ở mấy cái quán đầu làng thì có mấy cái bình nước trà với bình nước vối đó, và đứng ra ta uống là uống cái quả vối chứ không có uống cái lá vối đâu, ít có uống lá vối. Nhưng mà sau này chúng ta thấy ở trong mấy năm gần đây thì Việt Nam thì uống cái nước lá vối đó, thì nó cũng thơm thơm cay cay, cái mùi nó cũng thay uống nước trà được. Thì ở đây thì đang nói về cái hộp khác là vậy, tức là ta lấy cái quả của một số cái cây thuộc cái họ lông não này hoặc là họ cây vối để thay cho cái hộp khác đó, thì cái mùi nó hoàn toàn khác nhau đó. Và cái lưu ý là trong cái hộp khác thì cái tinh dầu này nó rất là con ông ruồi rất là thích đó. Còn thiên ma thì cái này thì
Thiên ma sử dụng rất là nhiều ha. Chúng ta thấy có một số nơi ta quảng cáo là thiên ma này làm cho đẹp da rồi uống, thì trong cái bài thiên ma câu đằng á là cái thuốc hạ áp thì có việc thiên ma, hoặc trong những cái bài thuốc mà nói chung là về cái thuốc tiêu khát về tiểu đường thì có việc thuốc thiên ma, thiên ma là cái việc thuốc quý, do đó thì chúng ta không có trồng được mà đa số là nhập từ Trung Quốc đó. Nhưng mà lúc trước thì chúng ta biết là người ta sẽ bán ra vào thành từng cái những cái lát cục đó, xong ta ép lại được bỏ trong cái hộp rất là đẹp đó. Nhưng mà cái số lượng sử dụng nhiều thì ta bán cho mình bao, nhưng mà khi mà đem về thì mình biết là nó giả, thì tại vì nếu như người ta bào ra rồi thì mình rất là khó biết, tại nếu mà để nguyên cả cái củ thì mình nhìn cái củ là mình phân biệt được. Nhưng mà khi mà người ta làm thì từ lát rồi á thì chúng ta khó phân biệt lắm. Nên có thể ta lấy cái củ như là củ dâm thiền của mình đó, hoặc là củ dâm, mà cái củ dâm mà người ta cái lá thì có đứng chân á thì người ta làm giả cái thiên ma. Rồi người ta lấy đây, còn lấy người ta lấy cái quả cái châu cổ đó, tức là cái cây gọi là cái cây dây thần lành của mình đó, thì ta làm thành cái vị thuốc là vui bất lưu hành. Thì cái vị như vậy thì sử dụng không có chính xác ha. Rồi đôi khi người ta lấy cái quả sộp quả đó thì ta cũng gọi là vui bất lưu hành, thì cái này hoàn toàn khác. Hồi trước thì tôi cũng tưởng là cái vị thuốc cái vị thuốc châu cổ này là cái cây dây thần lành của mình á, đó là vương bất lưu hành, nhưng mà hai vị thuốc này hoàn toàn khác nhau. Đây chúng ta có một số cái hình ảnh này, cái củ hà thủ ô thật, cái quả hà thủ ô giả đây. Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta không có kiến thức thì cái củ hà thủ ô giả này đó, nó lại trơn, nó láng hơn thôi. Còn cái củ này hạt thủ ô thật của mình thì nó sơ hơn. Nhiều khi mình nghĩ là mình tưởng, nếu mà mình không có kiến thức thì mình tưởng cái này nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Nhưng mà thật sự cái hạt thủ ô giả này là người ta dùng cái củ nâu á. Hồi xưa mà chúng ta hay nói là thời mà đói, thời năm 45 mà người ta không có gì ăn, người ta phải ăn cả củ nâu là cái này. Còn thường là người ta lấy củ nâu này là người ta để giặt, để nhuộm với cái áo màu nâu của nông dân hồi xa xưa đó. Thì đó là cái củ nâu mà người ta có thể, tại vì nó mọc hoang trên rừng á, đôi khi người ta có thể người ta đào lẫn lộn luôn và người ta làm thì, hoặc là nếu nhiều quá thì có thể người ta giả này hạ thua thẳng đó, thì có cái phiến ra này. Nếu mà chúng ta không khéo thì nó giống nhau lắm, tại vì củ nâu này nó cái màu chặt ra thì nó cũng có màu đỏ nâu nâu rồi đó. Cái thành phần tannin ở trong này nó cũng nhiều, nó cũng chát, mà củ nâu cũng chát, hạt ô đỏ nó cũng chát. Nhưng mà khi mà cái phiến nó ra thì cái này nó có vẻ sơ sơ hơn, còn cái thằng này cái phiến nó ít sơ hơn, còn củ này thì nó cong que hơn và cái cảm giác mà nó cũng sơ nhiều hơn. Đây, còn chúng ta nói về cái củ thiên ma này ha, đây hai cái củ này thì nếu như mà chúng ta bào ra là như thế này thì chúng ta đâu có phân biệt được cái nào giả cái nào thật đâu, nó cũng trong như thế này. Nhưng mà cái nếu như mà chúng ta thấy là chúng ta bào theo kiểu này thì hoặc nó còn nguyên củ thì chúng ta thấy đấy là thiên ma đúng đó, thì nó cái vòng của nó là cái vân vân như này, cái vân mà nó ngang ngang như thế này, còn cái củ mà giả thì nó chỉ là nhanh nhanh nheo nheo chọc dọc như vậy thôi, còn thiên ma thật thì nó đó, nó có những cái vòng tròn ngang ngang theo cái thân như vậy đó. Nhưng mà nếu mà ta bán cho mình mà ta bào thế này, mình nói ở tiệm đó tôi bán cho tôi cái dạng mà đã bào rồi thì ta có thể đưa cái nào chúng ta cũng đâu biết được, nhất là ta chọn vô thì mình không thể phân biệt được. Thì thôi, nếu như mà mình sử dụng nhiều thì mình phải có cái dao bào rồi phải có củ sấy chẳng hạn, thì mình sẽ mua những cái phiến như thế này, cái củ này như thế này thì chúng ta mới biết được thật hay giả. Đây chúng ta nói thăng ma này đó. Cái rễ thăng ma thì thật thì nó là như thế này, nhưng mà thật đó là chúng ta đã bỏ những cái gai cái gốc rồi, chúng ta đã bào ra để chúng ta múc thuốc thì nó lên dạng này. Nhưng mà nếu như mà nó còn chưa thì bề ngoài nó cũng giống như này, cũng giống nhanh nhanh như này đó. Đúng là khó phân biệt nên chỉ có cái là chúng ta phải biết cái bản chất của cái khớ bên trong nó như thế nào, hoặc cái mùi vị như thế nào chúng ta mới xác định được thôi. Chứ còn nếu chúng ta không có kinh nghiệm chúng ta đi mua cái rễ như thế này về đó, là chúng ta nói là này dùng thiên ma đó. Chúng ta sẽ mua nhầm.
còn đây à, có những người thấy đi ra ngoài phía Sapa, đi ra phía miền Bắc người ta bán cho mình nó gọi là tam thất này, nhìn nó rất là đẹp, thậm chí người ta đã trà nó tròn tròn rồi người ta nói cho mình được cái cây này tam thất, nhưng mà thật sự đây mới chính là tam thất đúng, tam thất Bắc đúng mới là nó này. Còn người ta nói cái bột bên trong thì nó lại đen như cái tam thất, thật sự nó không có đen đâu mà nó là xanh xanh mét mét thôi, nó là tam thất đó. Thế còn bột cái này ra thì nó lại màu nó lại tím tím trắng tím trắng trắng, còn cái này lấy ra thì nó có màu yếm ánh cũng xanh xanh đó. Đó, thì cũng tam thất đúng thì nó lại cũng tam thất như này, còn cũng tam thất mà mình cứ gọi là cũng tam thất gừng đó, thật sự thì nó là cái này dạng này không, nó là thuộc cái chi của cái chi gừng đó. Ừ, họ gần thì nó này, nhưng mà khi mình đi mua mình không biết nó bán cho mình cái củ này người ta vẫn gọi là mình củ tam thất, thậm chí đó ở nó tôi đã quay cho nó tròn đi rồi chứ nó không còn vồn về nữa, nhưng mà thật sự nó hai cái này khác hoàn toàn với nhau ha. Còn đây thì huyết đằng à, cây huyết đằng mình cứ đi mua về thì thấy trên thị trường bán cái này nhiều, nhưng mà cái này mới đúng à, hai cái giống hệt nhau. Khi còn tươi đã chặt ra thì nó cái tên của nó là cây huyết rồng hoặc là cây móng rồng rồi gì đó, cây huyết đằng, nhưng mà cái đúng của nó là cái vị thuốc này đúng. Còn hiện nay đôi khi mình vẫn dùng cái vị này là giả đó, nhưng mà không có thì vẫn sử dụng được, tại vì nhưng mà nếu mà gọi là huyết đằng, cây huyết đằng thì đúng là phải là cái này, còn cái này thì kiểu như là ta dùng thay thế thôi. Đây chúng ta nói về cái bạch hoa xà ha, thì đây là tất cả cái này cái chính đầu tiên nó đều là bạch hoa xà hết, nhưng mà cái cây này có độc này, bữa trước tôi nói cái cây này chỉ bạch hoa xà, cái hoa nó lớn lớn này này, nó là cây bạch hoa xà mà không có chữ thiệt thảo nha, nó là bạch hoa xà thì nó có cái chùm hoa như là cái tràng hoa của nó dài dài giống như cái lưu câu, và cái cây này thì chúng ta nếu mà chúng ta bôi nhiều lên da thì nó sẽ bị dột mình, nó là bạch hoa xà. Còn mấy cái này thì đều là bạch hoa xà thiệt thảo hết, nhưng mà đúng ra thì cái bạch hoa xà thiệt thảo mà quản bạch hoa xà thiệt thảo là cái cây này, cây này là nó chỉ có một cái từ cái lách nám nó ra có một cái hoa thôi, còn hiện nay thì chúng ta vẫn đang sử dụng một cái cọng nó ra nó cái ba hoa năm hoa thì cũng vẫn sử dụng được, nhưng mà nếu mà đúng phòng bạch hoa xà thiệt thảo thì là cái cây này là ba cái cây này là nó. Còn cái cây này thì chúng ta vẫn sử dụng thay thế cái cây này được, còn cái cây này tuyệt nhiên là nó một cây hoàn toàn khác. Còn đây là một cái cây mà chúng ta cũng thấy rất là nguy hiểm, cái này nguy hiểm lắm. Ở đây là chúng ta cái bên tay phải này nè, cái cây này tôi đưa mấy cái hoa nó đứng lên như thế này là cây vị thuốc là hoa cà bạch diệp. Cái cây cà bạch diệp này chúng ta có thể dùng lá, dùng hoa nó, dùng trong cái trường hợp chống co thắt này. Hồi xưa thì mấy người bị hen suyễn, người ta có thể hít cái này được, người ta lấy cái lá nó hoa, xong ta cuốn về cái điếu, ta hít để trị hen suyễn. Hoặc là trong bây giờ thì trong một số cái bài thuốc chống co thắt như là đau dạ dày thì ta vẫn dùng cái này. Thì ở đây thì đang làm cái dạng bài thuốc là dạ dày số 8 thì trong thành phần đó này. Nhưng mà đây một cái cây này thì chúng ta lưu ý ha. Đây là một cái cây cái hoa nếu mà chúng ta hái xuống thì chúng ta cẩn thận, nó hai cái hoa này đều giống nhau hết. Cái cây này thì chúng ta thấy trên những cái dọc đường, những cái tuyến mà đi phía về phía miền Bắc đó, hoặc là trên Đà Lạt đó, là người ta có trồng cái cây này cái hàng rào để làm cái hàng rào, chúng ta thấy là đây này. Và chúng ta biết cái gọi là hoa này là hơi của củi này. Cái này cái hàm lượng của hyoscyamin nó rất là nhiều, và khi mà người ta dùng cái này thì nó sẽ gây ra ảo giác. Thậm chí là có cái đợt nào mà nói là có mấy thầy trên cái tịnh xá nào đó hái cái lá này để nấu lẩu gì vậy, hoa này để nấu lẩu gì đó và ăn và bị ngộ độc, tại vì cái này nó rất là độc, hoa cà đồng diều nó cũng độc, nhưng mà cái này chúng ta có thể đã sử dụng, có chúng ta có kinh nghiệm rồi thì cái lượng hàm lượng thì chúng ta cũng phải kiểm nghiệm nó kỹ thì mới sử dụng. Nhưng mà nếu mà chúng ta lộ người ta không biết ở đây mình hái cái hoa này mà thế thì cái hoa cà đồng diều thì chúng ta không biết là cái nguy hại nó sẽ rất là nhiều. Hoa tươi thì chúng ta có thể phân biệt được, nhưng mà khi mà nó khô thì phải lưu ý là phải có cái gọi là có kinh nghiệm để mới phân biệt được hai cái này. Nếu như những người mà không có kinh nghiệm nó đi hái cái hoa này mà ta đi thế thì cái hoa này thì nó rất là nguy hiểm. Thì khi mà nó tươi thì cái cây hoa này thì nó rụng xuống này, còn hoa cà bạch diệp thì nó lại đứng lên.
nhưng mà phơi khô thì nó rất là khó phân biệt đó. Thì nó là một số cái lưu ý. À, còn rất là nhiều cái nhầm lẫn nữa. À, thì hôm nay thì chúng ta chỉ nói một số cái dược liệu mà chúng ta hay đang sử dụng mà có thể nhầm lẫn như vậy không. À, thì nó có cần trao đổi gì nữa không ạ?